Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Già Thiên của tác giả Thần Đông. Tập 51. Già Thiên, chương 501, Trần Chuồng. Tất cả mọi người đều mừng rỡ. Ở đây có khoảng hơn 100 chiếc lá. Dùng 2 lá làm 1, cuối cùng cũng được hơn 50 lá. Đây đúng là một thần tàng tuyệt thế. Nên biết rằng, mỗi năm các chiếc lá thành thục của ngộ đạo cổ trà thụ đều bay lên trời, rời khỏi cây mẹ. Các nhân vật tuyệt đỉnh chờ ở bên ngoài Bất Tử Sơn cùng nhau ra tay thì cũng chỉ bắt được hơn 30 lá là nhiều nhất rồi, căn bản không đủ chia cho các đại năng và thánh chủ tại Đông Hoang này. Giàu to rồi, thiên đại cơ duyên a, gia gia của ta hao phí biết bao nhiêu nguyên mới có thể đổi được một chiếc lá từ tay người khác, chúng ta lại có thể một lần vặt trụi cả cây a. Đồ Phi ngoác cái miệng rộng ra, cười ngây ngô. Lý Hắc Thủy cũng cười ha ha, nói, năm nay những đại năng chờ bên ngoài Bất Tử Sơn, ngay cả một chiếc lá cũng không chiếm được, không biết vẻ mặt bọn họ sẽ như thế nào, ha ha, ta thật sự rất mong được thấy a. Một tiếng chuông nhỏ từ từ vang lên, làm cho người ta cảm giác như đại đạo đã trở về không, như đã đi tới cuối con đường tu tiên rồi, thân ảnh đại đế cổ lại hiện ra, là Vô Thủy Đại Đế. Hắc động lặng im hiện ra, có thể cắn nuốt tất cả mọi thứ, sừng sững bên cạnh ngộ đạo cổ trà thụ, thân hình ẩn giấu trong bóng tối của Độc Nhân Đại Đế cũng một lần nữa hiện ra. Điều khác nhau chính là, lần này hai vị đại đế lại cùng nhau xuất hiện, khiến cho ai ai cũng khiếp sợ, không tự chủ mà run rẩy toàn thân. Điều này, đã xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ hai vị đại đế này đã gặp nhau rồi sao? Không có khả năng, đại đế cổ chưa từng gặp nhau lần nào cả, người này sinh ra thì người kia phải chết đi. Mà người kia có chết đi thì người này mới sinh ra, đây chỉ là ấn ký của bọn họ gặp nhau mà thôi, rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì vậy? Hắc Hoàng vô cùng kinh ngạc, đứng trước ngộ đạo cổ trà, thụ, Độc Nhân Đại Đế ẩn trong hắc động, không ai có thể nhìn rõ hắn là nam hay nữ cả, hắn vươn ra một cánh tay. Dường như khác một chữ nào đó trên không trung, khí tức đại đạo lập tức tràn ngập ra ngoài. Diệp Phàm, Bàng Bác, Đại Hắc Cẩu và mọi người để mở to mắt, gần như ngừng thở, đều muốn biết hắn viết cái gì, trong những cặp mắt thần như bắn ra ánh điện, nhìn chằm chằm vào phiến hư không đó. Di Giao, ngộ đạo cổ trà thụ lay động, tất cả các chiếc lá đều đung đưa, phát ra những tiếng kêu khe khẽ, dường như đang cộng minh với chữ cổ đang viết ra kia, phát ra ánh sáng kỳ ảo, các loại tiểu đỉnh, tiên nhân, bắt quái, thần trung, tiên phượng đều nổi rõ lên. Tất cả mọi người vô cùng rung động. Đại đế cổ khắc chữ lại có thể khiến cho ngộ đạo cổ trà thụ phản ứng theo tới vậy. Có thể thấy đây là một cảnh tượng kỳ diệu đến nhường nào, không thể tưởng tượng được. Rốt cuộc thì hắn khắc cái gì vậy? Đồ miệng rộng nóng lòng muốn biết. Chết tiệt! Tại sao bổn hoàng lại không nhìn thấy rõ được? Đại Hắc Cẩu kêu ngao ngao. Không riêng gì nó, ngay cả Diệp Phàm và Bàng Bác cũng không nhận ra cái gì, thậm chí muốn nhìn xem hắn viết thế nào cũng không được, càng nhìn chằm chằm, càng cẩn thận chú ý, thì lại càng thấy hoa mắt. Bé con, ngươi nhìn thấy gì? Diệp Phàm nhẹ nhàng hỏi. Ta thấy được một cái mặt quỷ rất đáng yêu, nó rất nghịch ngợm, vừa cười vừa khóc, hiện ra trước những chữ kia. Cô bé mở đôi mắt to thuần khiết, lông mi dài khẽ run, đáp lại Diệp Phàm. Xoát. Độc Nhân biến mất, đến lượt Vô Thủy Đại Đế với cái chuông lớn trên đầu, thong thả bước tới, cái chuông lớn trên đầu buông xuống hàng vạn sợi tơ hỗn độn, như sương mù bao phủ lấy hắn. Hắn kết hợp làm một với thiên địa, không thấy rõ hình dáng ra sao, đứng ngay tại vị trí vừa rồi của Độc Nhân Đại Đế. Giống như đang quan sát chữ cổ đó, lộ ra nét mặt suy tư, rất lâu sau mới lại khắc lên vài chữ nữa. Lần này vẫn như cũ, hoàn toàn không thấy rõ hắn làm thế nào, cái chuông lớn buông xuống các sợi tơ hỗn độn, chặn lại tất cả mọi thứ, căn bản không biết được hai vị đại đế khắc những gì. Ta biết rồi, là hai vị đại đế này vượt thời gian để đọ sức với nhau. Đại Hắc Cẩu thở dài, nó lại nghĩ tới một số chuyện cũ. Ngươi còn biết thêm gì nữa? Lý Hắc Thủy không kìm nổi, tò mò hỏi. Theo sách cổ ghi lại thì Vô Thủy Đại Đế đã từng nói qua. Đại Hắc Cẩu thì thầm. Mọi người đều lộ ra sắc mặt quái dị, con chó chết bầm này cứ mở miệng ra là sách cổ ghi lại. Nhưng thử hỏi khắp Đông Hoang này cũng không có ai từng được đọc những sách cổ đó. Tuy nhiên bọn họ cũng không tiện ngắt lời, làm nó mất hứng. Độc Nhân Đại Đế sinh ra rất sớm, còn sớm hơn cả Vô Thủy Đại Đế tới tận 10 vạn năm. Ngay cả Đại Đế cũng không có khả năng bất tử,
hai người cách nhau thời gian quá dài, không có khả năng gặp được nhau. Nhưng Vô Thủy Đại Đế lại từng biết được chiến lực của đối phương, coi Độc Nhân Đại Đế là đối thủ vô cùng đáng sợ, nói rằng đã gặp được dấu vết đạo do hắn lưu lại. Thì ra cuộc so đấu diễn ra tại nơi này, vượt thời gian quyết đấu, đáng tiếc chúng ta rốt cuộc lại vô duyên, không được gặp lại bọn họ, bao nhiêu nhân kiệt cuối cùng cũng trở về với cát bụi. Ai? Đại Hắc Cẩu thở dài, ngươi nói vậy nghĩa là không còn đại đế cổ nào sống sót nữa phải không? Trong lòng Diệp Phàm không thể bình tĩnh được, vốn hắn vẫn còn có chút mơ mộng, nhưng hiện tại thấy được điều này, chút hy vọng đó cũng tan thành mây khói. Ai? Đại Hắc Cẩu khẽ thở dài, con chó chết bầm này biết nhiều bí mật lắm, chúng ta dùng đại hình để ép hỏi nó đi. Đồ Miệng Rộng đề nghị, gâu, được rồi, đừng phá nữa, chúng ta mau chóng hái ngộ đạo trà, sau đó rời khỏi nơi này thôi. Diệp Phàm nói, nơi này là Bất Tử Sơn nổi tiếng suốt muôn đời, là một trong 7 đại cấm địa sinh mệnh. Tại Đông Hoang, ở lâu chút nào là nguy hiểm thêm chút ấy. Diệp Phàm thu được 50 chiếc lá trà thì không thể ngắt thêm được nữa, hạt giống kỳ lân thần dược đã bị lá trà bọc thành cái bánh, phủ kín không còn kẽ hở. Trong lòng hắn vừa động, liền lấy ra đả thần tiên, đưa cho Bàng Bác, để hắn dùng thứ này thử xem có hữu dụng không. Đúng rồi, khúc gỗ này vô cùng chắc chắn như vậy, ngay cả tinh sa do xương của thánh hiền cổ hóa thành cũng không thể xuyên thủng nó được. Không chừng lại là do thần căn luyện hóa thành, vừa đúng dịp, mang ra thử xem sao. Bàng Bác cầm đả thần tiên trong tay, cẩn thận ngắt lấy lá ngộ đạo trà, Diệp Phàm cầm hạt giống kỳ lân che phía dưới, tránh cho phán đoán sai lầm mà lãng phí một lá đạo trà quý giá này. Xoát, lá của ngộ đạo trà dính lên đả thần tiên, cũng không rơi xuống, điều này khiến cho mọi người vô cùng kinh ngạc. Thứ này thật sự là do thần căn luyện thành, quả nhiên là bí bảo, đáng tiếc chỉ có thể tấn công vào thần thức, uy lực cũng không lớn lắm, Đại Hắc Cẩu nói. Động tác của Bàng Bác rất nhanh chóng, tất cả lá đạo trà đều bị ngắt xuống, dính lên trên đả thần tiên, phát ra ánh sáng lung linh trong suốt. Tiểu Kỳ Lân, Tiểu Thái Dương, Tiểu Nguyệt Lượng đều mang phong cách riêng, không có cái nào trùng nhau cả, phát ra khí tức đại đạo tràn ngập xung quanh bọn họ. Tất cả mọi người đều vô cùng kích động, ngay cả phải dùng 2 lá mới có thể hợp thành 1 lá đạo trà thành thục. Nhưng cũng có thể thu được hơn 50 lá trà, nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, chi e các thánh chủ sẽ phát cuồng lên, không tiếc giá nào xuất thủ cướp đoạt. Đây chính là tiên uẩn, là thánh vật khó kiếm, có thể khiến lòng người tĩnh lặng để ngộ đạo. Ngay cả dùng 1 hay 2 lá cũng không nhất định thành công, nhưng nếu tới tận tâm, 9 lá thì khẳng định có thể được một lần ngộ đạo. Sau khi tiến vào tứ cực, tu sĩ cần phải ngộ đạo thì mới đột phá cảnh giới được. Nếu mà ngộ đạo 2 hay 3 lần, không chừng sẽ có thể đột phá xiềng xích, nâng cảnh giới lên một bậc. Đây chính là thần vật quý giá, có nhiều nguyên đến mấy cũng không mua được, bình thường cũng không có ai bán cả. Ngộ đạo cổ trà thụ đã trụi lùi, nhưng vẫn có vẻ vô cùng huyền diệu, giống như đang câu thông với đại đạo tối cao, làm cho người ta có cảm giác vô cùng đặc biệt. Hay là chúng ta dứt khoát nhổ luôn nó mang đi đi? Lý Hắc Thủy tham lam, đưa ra chủ ý. Không sai, là ý tưởng rất tốt. Đồ Phi gật đầu, tỏ vẻ sâu sắc tán thành. Để ta làm cho. Diệp Phàm muốn tự tay động thủ, dù sao hắn cũng là người có kinh nghiệm, đã từng lấy rễ của bất tử thần dược rồi. Để ta đến giúp ngươi. Bàng Bác bước lên, muốn hỗ trợ hắn. Các ngươi là đàn châu chấu sao, còn muốn làm sạch sẽ hơn cả bổn hoàng, ngắt lấy lá cây cũng được. Ngay cả rễ cũng muốn nhổ lên, ngay cả một cọng lông cũng không muốn để lại, làm thế này thật là quá đáng rồi đấy. Đại Hắc Cẩu há mồm, trợn mắt nhìn bọn họ. Ngươi còn mong tiến vào một lần nữa sao, đây là cơ hội duy nhất rồi đó. Diệp Phàm nói, đặt cô bé xuống đất, chuẩn bị động thủ. Đại Hắc Cẩu nghẹn lời, một lúc sau mới nói, các ngươi sao lại giống tính cách của ta hơn cả ta thế nhi, chẳng lẽ là bị ta ảnh hưởng sao? Mọi người đều có chút ngượng ngùng, cảm thấy mình còn hắc hoàng hơn cả hắc hoàng. Đại Hắc Cẩu tiếp tục nói, các ngươi mau dừng lại đi, ngoài Bất Tử Sơn thì không chỗ nào có thể trồng được nó đâu. Năm xưa Vô Thủy Đại Đế đã từng thử qua một lần, suýt nữa thì đã làm chết cây cổ thụ này rồi. Thật không hổ là người mà Thiên Lôi cũng thường xuyên muốn đánh, không ngờ dám làm chuyện này. Đồ Miệng Rộng lẩm bẩm nói, hồn nhiên không chút chú ý tới bọn họ cũng đang có ý định làm vậy. Không lấy được rễ thì chúng ta cắt lấy vài cành cây đi, ta cảm giác những cành cây này cũng có tác dụng. Gì đó? Bàng Bác nói, đúng vậy, nên như thế.
Đồ Phi hưởng ứng. Xoát. Ánh sáng chói mắt lóe ra, luồng sáng năm màu chiếu lên tận trời, lấn át cả ánh NGNG. Cây cổ thụ này đột nhiên nhô lên khỏi mặt đất, hai cái rễ chính trồi lên, trông như hai chân người, rất có hình tượng. Vù, vù, vù. Nó chui lên khỏi mặt đất, cắn răng chạy u ôi chết, tốc độ vô cùng nhanh, trong nháy mắt đã xông vào sâu bên trong Bất Tử Sơn. Ta ngất, nó lại biết. Chạy. Đồ miệng rộng ngoác mồm nói, không hổ danh chút nào. Bàng Bác cũng há hốc mồm, cây cổ thụ này không ngờ lại nhanh chân bỏ chạy, làm hắn kinh ngạc tới mức rớt cả cằm, một lúc lâu sau mới nói, con bà nó, Trần Chuồng bỏ chạy kia. Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm, cứng họng không nói được gì, cây cổ thụ này cũng thật là thông linh, lại bỏ chạy như vậy, khiến người ta không biết nói gì. Thế nào, vẫn còn trợn mắt lên mà nhìn à? Đại Hắc Cẩu mắng đến noi nước miếng văng tung tóe, ai nó cũng trách mắng, vô cùng căm giận, nói, nếu mà các ngươi không dọa nó sợ chạy mất, chúng ta chỉ cần bẻ xuống hai cành nhỏ thì cũng đủ để tu luyện một tháng bên ngoài rồi. Ngộ đạo cổ trà thụ là một loại bất tử thần dược, tất nhiên có thể phi thiên độn địa, tự mình lựa chọn chỗ định cư, rất khó bắt được nó. Được rồi, cũng nên biết thỏa mãn, chúng ta đã vặt trụi lá của nó xuống rồi, chỉ cần bắn ra một chiếc lá thì đã thu được mấy chục vạn cân nguyên rồi, lần này còn quá cả thu được thần tàng ấy chứ. Ly Hắc Thủy trong lòng tiếc đến nhỏ máu, nhưng lại vẫn ra vẻ an ủi. Lúc này chỉ có cô bé là yên lặng, tò mò nhìn khắp Bất Tử Sơn. Đi thôi, đừng trì hoãn tại đây nữa, nhanh chóng rời đi. Bàng Bác dục. Cô bé lại ngồi trên lưng Đại Hắc Cẩu, dùng âm thanh ngây thơ mềm mại để chỉ đường, đi dọc theo các đạo văn màu vàng uốn lượn về phía trước. Điều này, chúng ta đang đi về phía trung tâm Bất Tử Sơn. Tốt, cuộc là đi tìm đường sống hay là đường chết vậy? Mọi người nói thầm. Không ai biết được trung tâm Bất Tử Sơn có cái gì, ngay cả hư không đại đế năm xưa phải mang quyết tâm ngọc đá cũng tan thì mới dám đi vào, làm sao bọn họ không lo lắng cho được. Hai bên là những ngọn núi lớn màu đen, khí thế hùng vĩ, sương mù bao phủ, vô cùng thần bí, chúng đều là vương giả trong số núi non. Mỗi một ngọn núi tại đây đều vô cùng khó thấy trong thiên hạ, khí thế vô cùng bức bách người khác, mọi người đều cảm thấy như đang đi về thời kỳ Minh Cổ xa xưa. Các bạn đang nghe chuyện Già Thiên của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Già Thiên, chương 502, truyền thừa của Thiên Đình Thượng. Ầm, tiếng nước đổ truyền đền, bọn họ vô cùng kinh hãi, phía trước có một con sông lớn màu đen đang đổ xuống, như một mái tóc đen nhánh, không có chút sinh khí nào, khiến người ta nhìn vào mà kinh hãi. Sóng nước mãnh liệt như một con ác long màu đen sắp sửa bay lên trời, khiến tâm thần con người rung động, không thể bình tĩnh trước mặt nó được, tới cả sinh mệnh căn nguyên cũng đều phải rung động. Minh Hà, trên đời này thật sự có loại nước này sao? Đại Hắc Cẩu líu lưỡi nói. Theo truyền thuyết, đây là một con sông lớn dưới địa phủ ám u, không ngờ bọn họ lại gặp được nó trong đời thực, làm sao bọn họ không kinh hãi cho được. Nhìn kia, nơi đó có một dòng nước, trông vàng đến dọa người. Lý Hắc Thủy chỉ tay. Ngay bên cạnh dòng sông lớn màu đen, có một dòng nước màu vàng như nước trong xác chết chảy ra, vô cùng dọa người, ô ô chảy, hình thành nên một hồ nước cách đó không xa. Hoàng Tuyền, Diệp Phàm kinh hãi. Đúng vậy, thật sự là Hoàng Tuyền, chẳng lẽ có cửu u thật sao? Đại Hắc Cẩu nghi hoặc. Hồ nước do Hoàng Tuyền hình thành như một viên long châu màu vàng, còn dòng sông màu đen thì giống như một con ác long màu đen, hai thứ ở cùng một chó, hình thành nên một cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Bất tử thần dược. Không sai, mau nhìn kia, thật sự có bất tử thần dược. Đám người Bàng Bác, Đồ Phi, Ly Hắc Thủy cả kinh kêu lên, ngay cả Đại Hắc Cẩu cũng chảy nước miếng ra. Trong Hoàng Tuyền có một gốc thần thảo màu đen từ từ trồi lên, hương thơm bay tới mũi bọn họ, thơm ngát ngào ngạt, khiến người ta khó kiềm chế được, hận không thể lập tức nhào qua đó hái. Nó giống một gốc u lan, trong suốt phát sáng, như được dùng ngọc khắc thành, lấp lánh làm say lòng người, bập bềnh trên bề mặt Hoàng Tuyền, có khí vận đại đạo ẩn hiện trong đó. Mọi người hít một hơi, lỗ chân lông toàn thân đều giãn ra, thần thanh khí sảng, như nhận được sự tẩy rửa thanh khiết nhất, phảng phất giống như đang được phi thăng. Trời ạ, thật sự là một gốc bất tử thần dược đã trưởng thành, nếu mà ngắt được nó, tới khi già,
thọ nguyên cạn kiệt mà dùng thì có thể sống thêm một đời người nữa cũng được. Nhất định chúng ta phải nghĩ cách hái được nó, nếu mà bỏ qua thánh vật nghịch thiên này thì sẽ tiếc nuối cả đời đấy. Mọi người đều kích động, bất tử thần dược chân chính thì còn quý hơn mấy lần so với ngộ đạo thần trà, chỉ có thần quả do ngộ đạo cổ trà thụ ngưng kết ra thì mới có thể sánh được. Đáng tiếc là sau khi ngộ đạo cổ trà thụ mọc ra thần quả, đúng 1000 năm sau thì quả này sẽ tự vỡ ra đi mất. Mấy chục năm trước không biết là bị sinh vật khủng bố nào trong bất tử sơn hái mất hay là tự động vỡ ra mà đi. Nếu nó muốn kết trái một lần nữa thì ít nhất cũng phải 5000 năm nữa mới thành thục, thậm chí còn phải hơn vạn năm mới được. Liều mạng thôi, chúng ta nhất định phải ngắt lấy gốc bất tử thần dược này, thứ này khó kiếm à. Bàng Bác hạ quyết tâm, chờ một chút. Diệp Phàm cũng rất động tâm với thứ này, nhưng bỗng nhiên hắn nhớ tới một chuyện trước đây. Khi tuyệt đại thần vương sống lại, từng có 3 lão yêu nghịch thiên sống hơn 4000 năm xuất hiện, đánh vỡ thọ nguyên cực hạn 2000 năm của các cao thủ tuyệt đỉnh, kéo dài thọ nguyên ra hơn gấp đôi. Lúc đó, 3 lão yêu này đã từng nói, 4000 năm trước bị thần vương đuổi giết, phải chạy vào trong bất tử sơn, đại nạn không chết, lại ăn nhầm u minh thảo, do đó mới sống được tới lúc này. Đây không phải là bất tử thần dược, mà chính là u minh thảo đáng sợ, ăn vào thì thân thể sẽ biến thành xác thối, chỉ có thần thức còn tồn tại mà thôi. Diệp Phàm ngăn cả bọn họ. Hắn đã nhớ lại, 3 lão yêu nghịch thiên đã từng nói qua, bọn họ hái được u minh thảo từ trong một cái ao màu vàng, hẳn là nơi này rồi. Sau khi Diệp Phàm kể lại tỉ mỉ, mọi người đều hít vào một hơi khí lạnh, u minh thảo cũng có một phần đặc tính của bất tử thần dược, nhưng cũng có tác dụng phụ vô cùng đáng sợ, loại đồ vật này tốt nhất là không nên dính vào. Thật là đáng tiếc, Bàng Bác, Đồ Phi và mọi người đều vô cùng tiếc nuối, Đại Hắc Cẩu thì liên tục nguyền rủa. Bọn họ không thể không rời đi, tránh xa Minh Hà và Hoàng Tuyền, chúng chính là tuyệt thế hung địa, cách rất xa mà vẫn khiến cho người ta run lên từng cơn sợ hãi. Tới tận khi cách nơi đó thật xa, bọn họ mới dám thở dài một hơi, áp lực không rõ ràng này rốt cuộc cũng yếu bớt. Đi được vài dặm về phía trước, các loại cây cỏ đã giảm bớt, còn nham thạch thì lại nhiều lên, bọn họ tiến vào giữa một mảnh dốc đá, cổ thụ cũng chỉ có thưa thớt vài cây. Nơi này rất khô ráo, khắp nơi đều là đá tảng to lớn, dưới dốc đá, bọn họ phát hiện ra một cổ động do ai đó đào ra. Dấu vết đao kiếm rất rõ ràng, thể hiện rõ nơi đây tràn đầy xương gió thời gian. Có người đã tới nơi này rồi. Bọn họ phát hiện ra một bộ xương, trong suốt như ngọc, cũng không biết đã tồn tại được bao nhiêu năm, nhưng vẫn sáng bóng, bên trên lại còn có ánh sáng lưu chuyển, dựa vào cửa động. Đây khẳng định là một vị cao thủ tuyệt, đỉnh. Hơn phân nửa là muốn tiến vào bất tử sơn để giữ mạng, không ngờ lại chết tại đây. Ô, cạnh người hắn có một khối lệnh bài màu vàng này, còn có một cuốn sách cổ nữa, còn chưa mục nát đâu. Đồ Miệng Rộng có cặp mắt sắc bén, ngay lập tức phát hiện ra điều dị thường bên cạnh khung xương này. Là bảo bối, trải qua nhiều năm như vậy mà vẫn không bị hủy, khẳng định là thứ tốt. Đại Hắc Cẩu đầu tiên tiến về phía trước. Cô bé trên lưng Đại Hắc Cẩu chỉ đường, mọi người đều đi theo, tới được bên ngoài động phủ cổ này. Keng. Đại Hắc Cẩu dùng bộ móng vuốt to lớn của mình chộp lấy cái lệnh bài màu vàng. Cái lệnh bài này phát ra ánh sáng rực rỡ chói mắt, nhưng lại mang theo luồng hơi lạnh thấu tận xương, sát ý vô cùng vô tận tràn ra, khiến nó kinh hãi, lập tức ném lại xuống đất. Đương. Lệnh bài này chỉ lớn bằng bàn tay, trên mặt có khắc một chữ cổ, sát. Chỉ một chữ này mà đã phát ra sát ý nhường đó, khiến cho Hắc Hoàng và bọn người Diệp Phàm như rơi xuống hầm băng, có chút khó chịu đựng được, tất cả đều sợ hết hồn. Sát ý vô cùng đậm đặc, giống như đã được nhiễm máu tươi của ngàn vạn sinh linh, một chữ này xuyên thấu qua bao đời, truyền ra vô tận sát khí, gần như có thể cắt đứt xương cốt người khác. Làm sao lại có thể đáng sợ hơn cả tuyệt thế hung binh nữa chứ, rốt cuộc đây là thứ gì? Bàng Bác rung động, nó cũng không phải là binh khí, cũng không được khắc đạo văn, chỉ là một tấm lệnh bài mà thôi, nhưng lại ẩn giấu sát ý muôn đời, chỉ một chữ sát này đã khiến cho tâm thần bọn họ gần như vỡ tan ra. Đây là hung vật cái thế. Bọn họ trong lòng kiêng kỵ tấm lệnh bài màu vàng này, không dám chạm vào, dường như nó đã dính máu của hơn ngàn vạn sinh linh, sát khí nồng đậm tới mức thấu tận xương tủy con người. Đại Hắc Cẩu khều cuốn sách cổ bên dưới khung xương ra, nhưng nó lại dường như bị làm cho kinh hãi, ngay lập tức quang cuốn sách này ra. Ngoài, sợ hãi tới mức phải thốt lên. Chuyện gì vậy?
tất cả mọi người đều lui lại. Đây là da người, là da lột xuống từ trên người của thánh hiền cổ, là thứ da thịt thần thánh mà mười mấy vạn năm còn không mục nát. Giọng nói của đại hắc cẩu hơi run run. Cái gì? Là da của thánh hiền cổ? Tất cả mọi người đều kinh sợ. Tấm da của thánh hiền này vẫn chưa hư hỏng gì cả, không biết đã trải qua bao nhiêu vạn năm rồi, vẫn còn ánh sáng lưu chuyển trên bề mặt, có khắc chi chít những chữ nhỏ. Mau nhìn xem, bề mặt nó viết gì đó. Mọi người đều có chút thở gấp, tâm thần không yên, tấm da của thánh hiền cổ ghi lại nhiều chữ như vậy, nhất định không phải là vật tầm thường. Tấm da thánh hiền này có hình vuông, dài hơn một thước, không có chút khuyết điểm nào, gần như trong suốt, có nhiều điểm sáng bóng bên trên, rất thần bí và quỷ dị, khiến cho lòng người không thể bình tĩnh lại được. Bề mặt nó ghi đầy những chữ nhỏ, ngay cả mặt dưới cũng có khoảng mấy vạn chữ, với thị lực của người bình thường thì căn bản không thể thấy rõ, chữ viết trên đây vô cùng nhỏ. Những chữ cổ này như là những móc câu bằng bạc, cứng cáp như rồng bay, giống như ngàn vạn thanh đao kiếm bị dán lên trên bề mặt. Tấm da thánh hiền này lộ ra vẻ trong suốt sáng bóng, phát ra sát ý như chém thẳng vào tâm hồn con người. Lúc này, mọi người phảng phất như đang rơi vào một nơi vô cùng lạnh lẽo, lạnh tới tận xương tủy. Như đang đối mặt với hàng vạn sinh linh đang gào khóc, trước mắt hiện lên hình ảnh xác chất thành núi, máu chảy thành sông, vô cùng đáng sợ. Rốt cuộc thì ai lột da của thánh hiền cổ xuống, tế luyện thành một tấm giấy để ghi chữ lên. Thủ đoạn này thật sự tàn nhẫn và đáng sợ, khiến cho ai cũng phải kinh hãi. Đại hắc cẩu bị sát ý trên tấm da của thánh hiền cổ dọa sợ, cái móng vuốt to lớn vẫn còn run run, cuối cùng nằm bẹp xuống mặt đất, ngay cả nó cũng không thể kiềm chế được nỗi sợ hãi. Có thể thấy tấm da này khủng bố tới mức nào. Khẳng định không phải là da của bộ xương này. Bởi vì chủ nhân bộ xương này còn chưa đạt tới cảnh giới thánh hiền, theo truyền thuyết thì khi thánh hiền chết đi, ngay cả da thịt cũng không thối rữa chút nào, mà tên này lại chỉ còn mỗi bộ xương mà thôi. Đây là thánh pháp sát nhân. Đại hắc cẩu vừa đọc những chữ cổ kia, vừa không kìm nổi run lên, nó căn bản không thể bình tĩnh lại được. Tất cả mọi người đều bước tới gần, cẩn thận đọc từng câu từng chữ một, bọn họ đã trải ra rất nhiều chuyện rồi, nhưng lúc này lại không kiềm chế được, hô hấp dồn dập, kích động tới mức tột đỉnh. Trên tấm da của thánh hiền cổ có ghi lại các loại phương pháp giết người, có thể nói là những thánh thuật tuyệt luân, vô cùng đáng sợ, không thứ nào không phải sáng tạo ra để giết người. Thật sự là rất khủng bố. Nhìn qua gần một nửa, bọn họ thấy lạnh run người, dựng hết tóc gáy lên, đây đều là những phương pháp giết người khó mà phòng bị được. Bọn họ tự hỏi nếu mà chống lại chúng, thì hơn phân nửa là lành ít dữ nhiều. Sát nhân thuật đã diễn biến thành một loại đạo, đây là một con đường khác lạ, giết chết tất cả sinh linh trên thế gian, dùng thanh thánh kiếm dính máu trong tay để đạt được đại đạo vô thượng. Đây là một quyển tà thư, là một quyển sách ma, cần phải hủy nó đi. Đồ Phi run giọng. Sai rồi, đây là một loại đại đạo vô thượng, có rất nhiều chỗ đáng giá để tham khảo, không dùng để giết người thì dùng để bảo vệ tính mạng bản thân cũng được. Lý Hắc Thủy nói, ta biết đây là cái gì. Đại Hắc Cẩu nhìn chằm chằm vào tấm da của Thánh Hiền và tấm lệnh bài màu vàng, tâm thần chấn động, nó nghĩ tới một loại truyền thừa thời cổ. Ngươi biết nó cái gì? Mọi người đều giật mình, tất cả nhìn chằm chằm vào nó. Nó là sát nhân thánh thuật của thiên đình. Đại Hắc Cẩu than nhẹ, trong lòng nó hiện lên ký ức thời xa xưa, trong lòng nổi sóng. Nó có thể bình tĩnh lại được. Thiên đình, mọi người đều ngạc nhiên, lộ ra vẻ mặt khó tin. Thiên đình này cũng không phải là thiên đình chân chính. Thời viễn cổ có ba đại thần triều sát thủ, truyền thừa muôn đời không đứt đoạn, thậm chí còn xa xưa hơn cả thánh địa của Đông Hoang. Đại Hắc Cẩu từ từ kể. Tổ chức sát thủ dần chuyển thành thánh địa, sau đó trở thành bất hủ thần triều, có thể thấy bọn họ khủng bố tới mức nào, gần như khiến cho người trong thiên hạ mỗi khi nhắc tới chữ sát thì đều biến sắc. Các thánh địa đều e ngại bọn họ, lại không làm gì được, vô cùng kiêng kỵ, chưa bao giờ dám đi trêu chọc vào. Ba đại thần triều sát thủ này rất khủng bố, ngay cả thánh hiền cổ thì bọn họ cũng dám ám sát. Sát thủ thánh địa thời viễn cổ này thì các tổ chức sát thủ đời sau hoàn toàn không thể sánh bằng, bọn họ không giết hạng người vô danh, chỉ giết những kẻ từ nửa bước đại năng trở lên mà thôi. Điều này cũng thật sự là dọa người. Đám người đổ lộ vẻ sợ hãi. Truyền thừa thời viễn cổ, sát sinh đại đạo vô cùng đáng sợ, đúng là không có gì đáng sợ hơn nó cả. Hắc Hoàng thở dài.
Các bạn đang nghe chuyện Già Thiên của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Già Thiên, chương 503, truyền thừa của Thiên Đình Hạ. Thiên Đình, nhân gian, địa ngục là ba cái tên nặng như vạn cân, đại biểu cho ba loại truyền thừa khủng bố nhất từ mười mấy vạn năm trước. Đây là ba đại thần triều sát thủ thời viễn cổ. Cũng không phải do bí pháp của bọn họ vượt qua cổ kinh của các thánh địa, mà là bởi vì đạo của bọn họ là do giết người mà sinh ra, khó lòng phòng bị, bọn họ dùng thứ này để đạt tới đại đạo vô thượng. Ba đại thần triều sát thủ thời viễn cổ đều đã từng giết chết thánh hiền cổ, thế lực khủng bố đến vậy, ai có thể không sợ. Hơn nữa, bọn họ đều đã sinh ra rất nhiều thánh hiền là sát thủ vô địch, dùng sát sinh đại đạo. Đi vào cảnh giới thánh hiền, chỉ nghĩ lại đã khiến cho da đầu người ta phải run lên. Khi còn sống bọn họ đều là tự mình vượt qua núi thây bể máu để bước tới cảnh giới này. Đây là sát nhân thánh thuật có 102, nếu muốn ám sát ai, thì người kia gần như đã được phán định tử vong rồi, không cách nào chống lại được. Ở thời hoang cổ xa xưa, ba cái tên thiên đình. Nhân gian, địa ngục là một loại uy hiếp vô thượng, không ai dám đối kháng với họ. Tuy nhiên, loại khủng bố vô hình này khiến các thánh địa vô cùng bất an và bất mãn. Cuối cùng liên thủ lại với nhau, hướng về ba đại thần triều sát thủ này động thủ. Các thánh địa lựa chọn thời cơ rất chuẩn xác, khi đó bọn họ đều phát triển tới mức độ cũng cực rồi, xuất hiện vài vị thánh hiền vô thượng. Trong khi đó lão thánh hiền của ba đại thần triều sát thủ lại sắp tới lúc tọa hóa, không còn bao nhiêu khí lực để động thủ nữa, mà người nối nghiệp tiếp theo lại chưa xuất hiện. Đây là một cuộc đại chiến kinh thế thời hoang cổ, tất cả các thánh địa đều tham dự. Đại chiến này từ xưa đến nay còn không có phát sinh quá vài lần, được gọi là một hồi đại thảm họa của nhân tộc. Lần đại chiến này máu nhuộm đỏ cả mặt đất. Thần triều sát thủ thời viễn cổ không chỗ nào là không vào được, đi ám sát khắp nơi, được gọi là một thời đại cực kỳ hắc ám, cũng không biết có bao nhiêu cao thủ tuyệt đỉnh ngã xuống lúc đó. Cuối cùng, các thánh địa dùng thực lực tuyệt đối chiếm được thượng phong, dùng vũ khí cực đạo đánh chết lão thánh hiền sắp tọa hóa của ba đại thần triều, dùng một trận chiến giành thắng lợi. Thiên đình bài danh đệ nhất sụp đổ từ đó, bị hoàn toàn tiêu diệt, không còn truyền thừa tiếp theo nữa, các thánh địa tập trung vây công bọn họ, tiêu diệt tất cả cao thủ tuyệt đỉnh của các thần triều này. Hai đại thần triều sát thủ viễn cổ còn lại là nhân gian và địa ngục cũng không có bị tiêu diệt hoàn toàn, nhưng từ sau trận chiến ấy liền mai, danh ẩn tích, không bao giờ khôi phục được huy hoàng ngày xưa nữa. Bởi vì bọn họ biết rằng không có thánh binh cực đạo của đại đế cổ trong tay thì ngay cả ngươi có lực sát thương vô địch thế gian, có là sát thủ tài nghệ vô song thì cũng không chống được sự trấn áp của thánh binh cực đạo. Tương truyền, hai đại thần triều sát thủ này đã rời khỏi Trung Châu, đi xa khỏi Đông Hoang, cũng có người nói bọn họ dùng Đông Hoang làm đại bản doanh, tuy nhiên chỉ không lộ ra mà thôi. Sau thời đại Thái Cổ, nhân gian và địa ngục cũng từng xuất hiện qua, nhưng rốt cuộc cũng không còn bệ nghệ thiên hạ như thời hoang cổ trước đây. Không thể khiến cho các thánh địa vừa nghe đã chạy xa như trước được. Thiên đình. Ngươi nói đây là đại thuật sát sinh của đệ nhất thần triều sát thủ thời viễn cổ. Mọi người đều ngây dại. Bộ xương trắng như tuyết này lại là người từ mười mấy vạn năm trước, là sát thủ tuyệt đỉnh của thiên đình, vậy mà lại chết ở đây. Có thể thấy được thời kỳ hắc ám khi xưa náo động tới mức nào, khắp thiên hạ cùng nhau tiêu diệt thần triều sát thủ, mà thiên đình là trọng điểm vây công. Người này đã không còn lối thoát nữa, phải chạy trốn vào trong Bất Tử Sơn. Bọn người Diệp Phàm rốt cuộc cũng hiểu được vì sao tấm lệnh bài màu vàng và gia thánh hiền cổ lại có sát ý thấu xương như vậy, khiến cho bọn họ không thể chịu nổi. Tín vật và tâm pháp của đệ nhất thần triều sát thủ thời viễn cổ tất nhiên phải là như vậy thì mới hợp lý. Cần phải cẩn thận nghiên cứu nó, đây là một loại truyền thừa vừa cổ kính, vừa đáng sợ. Mặc dù không dùng nó đi ám sát người khác, nhưng cũng có thể dùng để bảo mệnh. Diệp Phàm cẩn thận đọc nó. Hiện giờ của hắn vô cùng thiếu thốn các loại thánh thuật. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương và các thánh tử đều như hổ rình mồi. Hơn nữa truyền nhân của độc nhân đại đế cũng ẩn giấu rất sâu. Không biết có bao nhiêu người mang trong mình thánh thuật quán thế. Hắn cần gấp các phương pháp để chống lại chúng. Mọi người đều ngồi xuống, cẩn thận đọc. Truyền thừa của thiên đình có thể nói là vô giá. Nếu truyền ra ngoài, rất nhiên sẽ gây ra một trận đại loạn, thậm chí còn châm ngòi cho một cuộc đại chiến gió tanh mưa máu. Bọn họ đọc xong một mật, lại lật sang mặt sau, càng đọc càng kinh hãi khiếp hồn, quả nhiên không chỗ nào không dùng để giết người được. Đủ loại phương pháp từ ti tiện, bỉ ổi đến quang minh chính đại,
tất cả đều khó lòng phòng bị. Cuối cùng cũng đọc xong cuốn sách bằng da của thánh hiền cổ này, phần cuối cùng có nói tới quyển sau của truyền thừa thiên đình, cũng chính là phần trung tâm quan trọng nhất, hóa ra chính là một bí trong cửu bí. Trách không được bọn họ có thể hô mưa gọi gió thời viễn cổ, thì ra là nắm được một bí trong cửu bí. Chẳng lẽ là một bí tại thánh nhai kia? Hi hi, tiếng cười vui vẻ của cô bé con truyền đến. Mọi người đều chăm chú đọc truyền thừa trên tấm da của thánh hiền cổ, chưa để ý tới cô bé con này, lúc này mới ngạc nhiên nhận ra nàng đang chơi đùa rất vui vẻ với mấy con vật nhỏ tại đây. Tại dốc đá này có một số cổ động, có vết đục đẽo rất rõ ràng, bé con này chạy tới trước một cái động. Mấy con ngựa nhỏ màu vàng, chim én nhỏ màu vàng đều vây quanh nàng, vô cùng nghe lời, để yên cho nàng vuốt ve. Đó là cái gì vậy? Tất cả mọi người đều giật mình. Con ngựa nhỏ màu vàng này chi cao một thước, phía sau còn kéo theo một chiếc xe ngựa nhỏ màu vàng. Còn con chim én chỉ to bằng nửa bàn tay, nhẹ nhàng bay lượn, còn có một con trâu nhỏ màu vàng dài một thước đang đi lại xung quanh cô bé. Ngoài ra còn có một số sinh vật kỳ lạ nhỏ bé không biết tên nữa cũng vây quanh nàng. Chúng nó giống nhau ở chỗ đều không phải là thân thể máu thịt, mà là thân thể hoàng kim, nhưng lại có thể hoạt động tự nhiên, trông rất sống động. Mấy cái cổ động này là thần quáng, thánh vật bên trong đã thông linh rồi, là báu vật, để luyện khí. Đại Hắc Cẩu kích động, kêu lớn lên. Mọi người đều lập tức bật dậy, đối với các tu sĩ thì bí kíp và binh khí vĩnh viễn là những thứ quý giá nhất, ai cũng động tâm với chúng. Trời ạ, thật sự rất thần kỳ, bên trong cỗ xe ngựa nhỏ màu vàng kia lại có cả người nhỏ nữa. Một tên tiểu tử màu vàng nhảy từ trên xe ngựa xuống, dắt tay cô bé, nhảy múa không ngừng, trông rất sống động, lại cũng vô cùng thần bí. Chúng nó đều từ trong cổ động mà ra, chúng ta vào trong xem. Mọi người chuẩn bị bước tới một cái cổ động, đột nhiên từ trong đó truyền ra một luồng uy áp đáng sợ. Sau đó, một đôi mắt xanh biếc hiện ra, trên mi còn vương giọt lệ, sáng như một ngọn hải đăng thần thánh, chiếu sáng khiến người khác không thể mở mắt nhìn thẳng vào được. Trong nháy mắt, mọi người tại đây đều bị cố định lại, không thể nhúc nhích, giống như rơi xuống hầm băng, ngay cả nói cũng không ra lời, trong cổ động không biết ẩn chứa sinh vật gì lại đáng sợ như vậy. Đại ca ca, các ngươi làm sao vậy? Cô bé con phát hiện ra điều khác thường, vội chạy tới dùng bàn tay nhỏ bé của mình lay ống tay áo bọn họ. Tới lúc này bọn họ mới bình phục lại, có thể động đậy, nhưng loại uy hiếp vô hình này vẫn còn đang hoàn toàn tập trung vào bọn họ. Mau chạy thôi, trong động có thần kim thông linh, hơn phân nửa là sau này sẽ trở thành thánh linh. Đại Hắc Cẩu nhỏ giọng nói. Diệp Phàm cố nhịn sát ý vô cùng vô tận này, phong ấn lại lệnh bài màu vàng và tấm da thánh hiền cổ lại, sau đó thu lấy, bọn họ nhanh chóng lui lại, tránh xa những cổ động này ra. Cô bé lưu luyến không rời, vẫy vẫy tay về phía sau, từ biệt những sinh vật nhỏ màu vàng kia. Mãi cho tới khi đi được thật xa, loại uy hiếp khủng bố này mới biến mất, lúc này bọn họ mới dám thở dài một hơi. Thứ đó tuyệt đối là tồn tại không tầm thường chút nào, nếu mà không có cô bé này thì bọn họ đã chết ở đó rồi. Khung xương trắng tại đó chính là vết xe đổ hiển hiện trước mắt. Bé con, những sinh vật nhỏ bé đó tại sao lại tới gần ngươi vậy? Diệp Phàm hỏi tỉ mỉ. Ta cũng không biết, chúng nó rất đáng yêu, là chúng tự mình tới gần mà. Cô bé con ngây thơ nói. Nếu ta đoán không lầm thì bên trong đó rất có thể có tiên lệ lục kim. Là vật mà chỉ đại đế mới có. Đại Hắc Cẩu trầm giọng nói. Cái gì? Tất cả mọi người đều kinh hãi thốt lên. Đó hiển nhiên là một mỏ thần kim quáng, các ngươi có chú ý không? Đôi mắt kia có màu xanh biếc, lại có nước mắt như đang chảy ra, khẳng định đó là tiên lệ lục kim. Đại Hắc Cẩu càng nói càng khẳng định hơn. Hoàng huyết xích kim, long văn hắc kim, tiên lệ lục kim là những thánh vật vô thượng, chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Là vật mà đại đế cổ cũng không nhất định có được, lại càng không cần nói đến những người khác. Khối tiên lệ lục kim này đã thông linh rồi, sau này sẽ trở thành thánh linh. Ngay cả cao thủ tuyệt đỉnh tới đây cũng không thể đối phó được với nó, chúng ta mau chạy đi thôi. Mọi người đều vừa giật mình, vừa tiếc nuối, ở đây gặp được thánh vật vô thượng, khiến cho bọn họ vô cùng chấn động, đáng tiếc là không thể mang đi được. Nên biết đủ đi, chúng ta đã chiếm được sát đạo thánh thuật của thiên đình rồi, đủ để lập ra một thần triều sát thủ thời viễn cổ. Đi thêm được mười mấy dặm nữa, xuất hiện một ngọn núi màu đen, khí thế hùng vĩ. Dường như bọn họ đã vô tình đi tới những năm tháng trước thời thái cổ, khí tức cổ kính lưu chuyển, khiến lòng người tràn đầy kinh sợ.
lại đi thêm mười mấy dặm nữa, ngọn núi lớn màu đen như thiên đình trên cao ép xuống cửu u địa ngục, nguy nga khiếp người, cổ thụ mọc thành rừng, có sương mù màu đen lượn lờ xung quanh. Xoát, một luồng sáng màu xanh ở ngọn núi lớn màu đen phía trước lao vụt lên trên không trung, bay vào chỗ sâu bên trong Bất Tử Sơn, lưu lại mùi hương thấm ruột, thấm gan trong không khí. Đó là, các ngươi có thấy không, đó là một con rùa màu xanh, nó lại có thể phi hành trong Bất Tử Sơn. Trong khi chúng ta lại không làm được. Không đúng, nó có rễ như rễ cây, cách xa như vậy mà còn truyền đến mùi thơm, đó là một gốc bất tử thần dược. Mọi người đều đứng lại, vô cùng giật mình, bên trong Bất Tử Sơn quả nhiên có tiên chân kinh hãi thế tục. Có thể bay lên trời, chui xuống đất, tự chọn nơi sinh sống, bọn họ đã tận mắt nhìn thấy một cây rồi. Đó là Vạn Tuế, là bất tử thần dược trong truyền thuyết, không thể tưởng tượng nổi nó lại ở trong Bất Tử Sơn. Đại Hắc Cẩu thiếu chút nữa thì cắn trúng lưỡi. Trong trời đất, mỗi một cây bất tử thần dược đều là duy nhất, chỉ cần nó chết đi thì sẽ hoàn toàn tuyệt chủng trên thế gian này, không có khả năng xuất hiện nữa. Ngay cả trước thời kỳ Thái Cổ thì cũng chỉ có một vài gốc thần dược mà thôi, mỗi một gốc có hình dáng thế nào thì đều được ghi lại rất tỉ mỉ, kỹ càng. Loại bất tử thần dược này tên là Vạn Tuế, quả thanh thục có hình một con huyền vũ nhỏ màu xanh, có dược lực vô cùng vô tận. Theo truyền thuyết thì ăn được một con huyền vũ đã thành thục này thì sẽ kéo dài tuổi thọ thêm một vạn năm nữa. Các bạn đang nghe chuyện Già Thiên của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Già Thiên, chương 504, Kỵ sĩ không đầu thượng. Các loại bất tử thần dược có dược hiệu không giống nhau, có loại có thể giúp người ta ngộ đạo. Có loại thì lại có thể khiến cho người ta đạt được khả năng vô thượng, còn gốc thần dược Vạn Tuế này thì chủ yếu dùng để kéo dài tuổi thọ. Không hổ là con rùa vạn năm, ăn nó thì có thể kéo dài tuổi thọ thêm một vạn năm. Điều này cũng quá nghịch thiên đi, còn sống lâu hơn cả thánh thể đại thành nữa. Nước miếng Đồ Phi ào ào chảy ra. Một vạn năm à. Mỗi một đại đế cổ đều trồng một cây bất tử. Thần dược, bọn họ tuyệt đối còn sống lâu hơn chúng ta tưởng nhiều lắm. Bàng Bác cũng động tâm, chúng ta mà bắt được nó thì tốt. Hai mắt Lý Hắc Thủy tỏa sáng. Rất khó bắt được, khẳng định là cây trà cổ thụ kia chạy trốn, khiến cho gốc Vạn Tuế này cũng bị kinh động. Hiện tại nó đã bay lên trời, lao vào sâu bên trong Bất Tử Sơn, chính là đề phòng chúng ta. Đại Hắc Cẩu ảo não nói, nó vẫn tiếp tục trách cứ bọn họ làm cho ngộ đạo cổ trà thụ sợ hãi mà chạy mất. Trong Bất Tử Sơn này thật là thần bí khó lường, cái gì cũng có. Cửu khiếu thạch nhân, ngộ đạo cổ trà thụ, u minh thảo, tiên lệ lục kim, hiện giờ tới cả Vạn Tuế cũng xuất hiện. Diệp Phàm cảm thán, nơi đó có phòng ở kìa. Sau khi đi tiếp vài dặm, cô bé con bỗng chỉ tay về phía trước. Phía trước có rất nhiều ngọn núi lớn màu đen, trong đó có vài ngọn tỏa ra khí thế rất trầm trọng, tuy không quá cao lớn, thậm chí còn thấp hơn một chút so với những ngọn núi xung quanh, nhưng chúng lại có khí tức của bậc chí tôn vương giả. Làm sao lại có kiến trúc tại đây được? Trên một ngọn núi như vậy, có một cái đền cổ kính, giống như một thần miếu hoặc đạo quan rách nát, vô cùng cổ xưa. Đây là do ai lập ra? Dám xây dựng mấy thứ này bên trong Bất Tử Sơn, quả thật là khó có thể tin nổi. Trên một số ngọn núi màu đen, có vài kiến trúc rất mục nát, cũ kỳ, theo lời Hắc Hoàng thì đó là phong cách kiến trúc của mười mấy vạn năm trước, rất khác so với hiện tại. Rất hiển nhiên, những ngôi điện cổ này đều được khắc đạo văn, nếu không thì tới cả thần thiết cũng đã sớm mục nát từ lâu rồi, không thể tồn tại lâu như vậy được. Bọn họ rất muốn đi lên xem, nhưng bé con lại bảo rằng nơi đó bị các văn tự màu đen bao phủ, không có một đường màu vàng nào, khắp nơi đều chìm trong sương mù màu đen. Đại Hắc Cẩu dùng mình một cái, nói không có sinh lộ màu vàng, nơi đó chắc chắn là tử lộ, chúng ta không nên tới gần. Bọn họ quan sát từ xa, tổng cộng có 4 ngọn núi có kiến trúc cổ, hơn nữa trên những ngọn núi này còn có vườn thuốc, trồng rất nhiều dược thảo. Mùi dược thảo, các ngươi có ngửi thấy không? Mùi rất đậm đặc, là linh vật trên vạn năm à. Ở bên ngoài mà muốn tìm được một gốc cây linh dược mấy ngàn năm đều rất khó, mà nơi đây lại có linh dược vượt qua vạn năm. Đám người Đồ Phi, Lý Hắc Thủy không nhúc nhích chân, vươn cổ nhìn chằm chằm vào vườn thuốc trên sườn núi màu đen, dược hương nồng đậm chính là bay tới từ nơi đó. Bất tử thần dược, trong trời đất không có nhiều, chỉ có vài gốc mà thôi,
nhưng những kỳ chân linh dược khác lại có thể sinh sôi nảy nở quy mô lớn, cũng không phải là duy nhất. Tại đây, từ thời Thái Cổ về sau, gần như không ai có thể tiến vào được, những linh dược kia cũng không biết sinh trưởng bao nhiêu vạn năm rồi. Có cây đã héo rũ, có cây lại tươi tốt, đều là những chân phẩm tuyệt thế. Không đi lên đỉnh núi, không tới gần những kiến trúc kia, chi hái vài gốc linh dược hiếm thấy, hẳn là không có vấn đề lớn đi. Bàng Bác có chút không kìm nổi nữa rồi. Trên sườn của bốn ngọn núi màu đen này đều có một khu vườn thuốc, rõ ràng là có người trồng lên, chúng cũng không quá lớn, nhưng dược hương lại nồng đậm nước mũi. Bé con, nhìn kỹ xem xung quanh vườn thuốc có đường màu vàng không? Diệp Phàm nhẹ giọng nói. Chỉ có một đến hai đường mà thôi, cũng không thông đến trong dược điền, vẫn còn có một khoảng cách nữa mới tới được. Cô bé con khờ dại đáp. Đi lên thử xem thế nào, nếu không được thì chúng ta lập tức rời đi luôn. Diệp Phàm ra quyết định. Bọn họ chọn ba ngọn núi thấp, nơi đó có nhiều hơn nơi khác một đường văn màu vàng, hơn nữa khoảng cách giữa dược điền với kiến trúc trên đỉnh núi cũng xa hơn một chút. Mọi người nối đuôi nhau đi tới, rốt cuộc cũng đi đến chân núi, tất cả đều vô cùng khẩn trương, tuyệt thế linh. Dược trồng đầy dược điền, nếu có thể ngắt lấy mười mấy gốc thì tuyệt đối có thể luyện chế thành linh đan hiếm có trên đời. Linh dược trên vạn năm thế này, một khi luyện chế thành đan dược thì tất sẽ có công hiệu cứu mạng, mọc thịt trên xương. Có thể so được cửu khiếu linh lung đan của Thái Huyền Môn, là báu vật vô giá, là thần vật cứu mạng. Có xương người chết, vừa tới chân núi, bọn họ liền phát hiện ra một bộ xương trắng, nằm trong bụi cỏ, trong suốt óng ánh. Vừa nhìn đã biết đây là tuyệt thế cao thủ, tuy nhiên chỉ trong nửa khắc bọn họ đã phát hiện thêm mười mấy bộ xương nữa. Những người này hơn phân nửa là các lão thánh chủ, tuổi già hết thọ nguyên, tiến vào trong cấm địa sinh mệnh. Rất nhanh sau đó, bọn họ đã xác định được thân phận của một số người, có ngọc bội người Hoàng Triều Bất Hủ tại Trung Châu, có vài người là tuyệt thế hoàng chủ, đáng tiếc đều chết tại đây. Không đúng, tại sao những người này lại chết ở dưới chân núi, có điều cổ quái, mau chóng lui lại. Diệp Phàm ôm cô bé con, là người đầu tiên lui lại. Những người này đều là nhân vật tuyệt đỉnh, sắp đi đến dược điền phía trước rồi, tại sao lại cùng nhau chết tại đây? Mà còn không ngắt được gốc linh dược nào cả. Bọn họ nhanh chóng lui về phía sau, cách xa nơi này một khoảng, đều cảm thấy đầu đau như búa bổ, máu trong người như bị thiêu đốt lên. Kịch độc, trong dược điền này không chỉ có linh dược vạn năm mà còn có vật nào đó kịch độc, có thể giết chết được tuyệt thế cao nhân. Hắc Hoàng kinh hãi thốt lên. Mọi người tái mặt, toàn thân như không còn chút sức lực nào cả, gần như mềm oặt, ngã xuống đất, cơ thể muốn vỡ ra, xương cốt cũng gần như muốn gãy thành mấy đoạn. Không sao cả đâu, chúng ta không chết được, vừa rồi mới ăn thánh quả của cấm địa Thái Cổ, loại dược lực này có khả năng giải vạn độc. Hắc Hoàng cắn răng, động viên mọi người kiên trì. Diệp Phàm và cô bé cũng không chịu ảnh hưởng, tình trạng trúng độc của Bàng Bác cũng nhẹ, không có gì đáng ngại cả. Ngậm một lá ngộ đạo trà cũng có thể giải độc được. Sau đó, Diệp Phàm lấy thần tuyền ra, cho mỗi người uống mấy ngụm lớn, lại để bọn họ nuốt một chiếc lá ngộ đạo trà, bọn họ đều khỏi phục lại. Ngay cả tuyệt thế hoàng chủ cũng bị độc chết, nếu chúng ta không từng ăn bất tử thần dược thì hôm nay đã chết ngay tại đây rồi. Trong lòng bọn họ vẫn còn rất sợ hãi, trong bất tử sơn này đúng là từng bước đi đều kinh hãi. Bọn họ đứng ở cách đó không xa dưới chân núi, nhìn lên dược điền giữa sườn núi, nơi đó là một vùng xanh có đủ loại dược thảo, căn bản không biết cây nào có kịch độc. Trong dược điền có một cỗ thi thể. Bàng Bác phát hiện một cỗ thi thể, ngồi khoanh chân ở trong dược điền, toàn thân khô quắt lại. Ánh sáng màu vàng vẫn đang lưu động, vẫn chưa mục nát, làn da bám chặt vào xương cốt, giống như đang mặc một lớp áo vàng vậy. Đó là một tên trọc, ngay cả một sợi tóc cũng không có, thân thể thì khô quắt lại, nhưng vẫn chưa mục giữa. Lý Hắc Thủy lẩm bẩm. Trong lòng Diệp Phàm cả kinh, nói là hòa thượng đến từ Tây Mạc, kim thân chưa hư hỏng, hiển nhiên là cao tăng đã đắc đạo. Tên hòa thượng này tối thiểu cũng đã chết hơn vạn năm rồi, thực lực của hắn còn cường đại hơn nhiều so với thánh chủ, có thể so với tuyệt đại thần vương đương thời. Hắc Hoàng đoán, ngay cả nhân vật như thế này cũng đều chết ở đây, nơi này thật sự đúng là một hung địa. Một thế hệ tuyệt thế cao thủ giống như vậy khẳng định không phải bị độc chết, trên đó còn có hung hiểm nào đó không rõ nữa. Đại Hắc Cẩu lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, hoàn toàn từ bỏ ý tưởng đi lên hái dược thảo. Trên dược điền còn có một cái đầu người. Đồ Phi hoảng sợ,
hắn phát hiện cái đầu kia vẫn còn có da thịt khô quắt dính lên. Trên cái đầu này có đội tử kim quan, mái tóc bạc như tuyết, nó dường như là bị người nào đó vật xuống, chỗ đứt rất không bằng phẳng, nó lẳng lặng nằm trên dược viên, nhìn thấy mà ghê người. Mau đi thôi, địa phương này không thể ở lâu được. Diệp Phàm không để cô bé nhìn tiếp, sợ khiến nàng bị dọa. Bọn họ nhanh chóng lui về phía sau, mà trên đường lui lại, họ phát hiện ra 4 gốc linh dược trên vạn năm. Sinh trưởng ở giữa cây cỏ, nếu không phải dược hương tràn ngập ra thì căn bản không có khả năng bị phát hiện. Đồ Phi cười ha hả, tiến lên ngắt lấy chúng. Tất cả 4 gốc linh dược đều có ánh sáng 5 màu, ngưng kết sinh cơ cường đại, là do linh khí thiên địa bồi dưỡng ra, mỗi một gốc đều trong suốt lấp lánh. Giàu to rồi, có thể luyện ra linh đan tuyệt phẩm, mỗi một gốc đều là một cái mạng. Miệng Đồ Phi ngoác rộng đến mang tai. Bọn họ đoán rằng đây là hạt giống từ trong dược điền bay xuống, mọc rễ nấy mầm ở gần đó, mọi người vốn định tìm tòi cẩn thận một lần. Nhưng trong kiến trúc trên ngọn núi thấp cổ bỗng nhiên truyền ra một tiếng nổ, làm cho trái tim bọn họ thiếu chút nữa đã vỡ ra. Trong cổ điện còn có sinh vật sống, bọn họ cũng không dám quay đầu lại mà đi thật xa, cũng không dám dừng lại một chút nào. Ngay cả lão Tăng đã luyện thành kim thân và lão đạo kia đều chết ở trong dược điền, thì nơi đó tuyệt đối là chỗ vô cùng hung hiểm. Đông, đông. Phía sau như có trống thần đang bị số vang, âm thanh nặng nề, mỗi một nhịp đều khiến cho máu trong người lưu chuyển nhanh hơn, mạch máu trong cơ thể đều sắp sửa vỡ tung ra rồi. Sao ta cứ cảm giác như là tiếng tim đập của một sinh vật cường đại vậy? Hắc Hoàng giật mình, nói, nếu thật sự là tiếng tim đập, thì sức sống cường thịnh của nó có thể so được với vương tộc Thái Cổ đấy. Mọi người giống như gốc ngộ đạo cổ trà thụ, bị kinh hãi cắm đầu chạy như điên, không dám quay đầu lại một lần, mãi cho tới khi xuyên qua mười mấy dốc núi màu đen, bọn họ mới si âm tốc độ lại. Cứ như vậy cũng không phải cách hay, chúng ta đang từng bước tới gần khu vực trung tâm của Bất Tử Sơn, Bàng Bác trầm giọng nói. Người ta vẫn thường nói cầu sống trong chỗ chết, dựa theo những bố cục đạo văn này mà nói, hẳn là sẽ có một con đường sống, có thể rời khỏi Bất Tử Sơn. Đại Hắc Cẩu nói với vẻ không tin tưởng lắm. Sau khi đi tiếp mười mấy dặm, bọn họ phát hiện một cái hồ nước thật lớn. Trong đó lại có một con thạch ngạc đang nổi trên sóng nước, vừa thấy đã biết là tồn tại khủng bố rồi. Tại sao lại xuất hiện một con thạch ngạc vậy? Ta hiểu rồi. Hắc Hoàng suy nghĩ một chút, nói, trong Bất Tử Sơn này, có một vài tồn tại vô thượng không thể hiểu hết. Nhưng khẳng định là có một thánh linh, cửu khiếu thạch nhân, còn có thạch ngạc này hẳn là con cháu của nó. Bọn họ vòng ra rất xa, nhưng thạch ngạc vẫn phát hiện bọn họ. Tuy nhiên sau khi nhìn thấy cô bé, nó lại chìm vào đáy hồ, không xuất hiện nữa. Mọi người đều hô may mắn, nếu không có cô bé con thì chuyến đi này bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, căn bản không có đường sống nào cả. Trong Bất Tử Sơn thì từng bước đi đều có thể lâm vào tuyệt địa, với thực lực của bọn họ mà nói, sẽ không đi được bao xa. Vực ngoại thần vật, Đại Hắc Cẩu kêu lên, giọng nói hơi kéo dài, vẻ mặt kinh hãi. Các bạn đang nghe chuyện Già Thiên của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Già Thiên, chương 505, kỵ sĩ không đầu hạ. Ngay tại phía trước có một khối kim loại màu xanh hình tròn, đường kính có thể đạt tới 100 trượng, nằm giữa loạn thạch. Gần như bị những hòn đá lớn tại đây hoàn toàn bao phủ, đây đúng là thần vật ngoài bầu trời mà vài vị thánh chủ tranh đoạt. Nó đập bể một sườn núi, bị loạn thạch chôn ở phía dưới, lóe ra ánh sáng trong suốt nhưng lạnh lùng. Thần bí khó lường, là thần vật mà thánh hiền cổ tế luyện, đây chính là báu vật A. Đừng đi tới gần, nơi đó không có một cái văn lạc màu vàng nào cả, hoàn toàn bị màu đen bao phủ. Thanh âm cô bé non nớt cất lên, cái gì, lại là một nơi chắc chắn phải chết. Đại Hắc Cẩu lòng tràn đầy thất vọng. Diệp Phàm cũng Bàng Bác cũng rất bất đắc dĩ, không ai so với bọn hắn còn muốn đi qua nhìn xem. Rốt cuộc thì đó là thần vật mà thánh hiền cổ lưu lại, hay là một loại văn minh ở vực ngoại. Cuối cùng, rốt cuộc bọn họ tới gần khu vực trung tâm Bất Tử Sơn, 27 ngọn núi lớn cao ngất trong mây. Tối đen như mực, tất cả đều có sương mù màu đen đang lượn lờ xung quanh, ngăn chặn đường đi tới phía trước. Mỗi một ngọn núi đều là vương giả trong số các ngọn núi, khí thế bức người, khiến cho người ta phải hít thở không thông. Chúng có phong thái nguy nga hùng vĩ, có một luồng khí tức khủng bố đang lượn lờ xung quanh, trên ngọn núi màu đen.
Mặc dù cổ thụ tươi tốt xanh um mọc che trời, nhưng lại vẫn khiến người ta sinh ra e ngại. 27 ngọn núi chắn hướng đông. Các ngươi xem vị trí của các ngọn núi tại đây đi, chúng đều xếp thành một loạt cạnh nhau. Nếu chúng đều là 27 ngọn xếp lại thì ở đây có tổng cộng 108 ngọn núi đứng sừng sững bao vây lấy khu vực trung tâm Bất Tử Sơn. Trung tâm Bất Tử Sơn rốt cuộc là một chỗ như thế nào? Mấy người bọn họ đều tràn ngập tò mò, nhưng lại rất hiểu rõ rằng một khi tới gần hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Đường sống của chúng ta ở nơi nào? Tới lúc này, bọn họ đều sắp tuyệt vọng rồi. Nếu còn muốn đi tiếp thì thật sự chỉ còn cách bay qua những này ngọn núi lớn này thì mới có thể tiến vào khu vực trung tâm nhất mà thôi. Nơi đó có một bàn cờ, tràn ngập ánh sáng vàng. Cô bé ngây thơ chỉ về phía một khu rừng cổ thụ. Bàn cờ tràn ngập ánh sáng màu vàng. Đại Hắc Cẩu lập tức nhảy dựng lên, nói nhất định là hư không đại đế lưu lại đường sống rồi. Dựa theo, cô bé chỉ đường, bọn họ tiến vào trong khu rừng già nguyên thủy này, quả nhiên nhìn thấy một cái bàn cờ thật lớn. Đan chéo dọc ngang, khắc đầy đạo văn, tuy nhiên ngoài cô bé thì không ai thấy được ánh sáng màu vàng cả. Thật tốt quá, đây khẳng định là đường sống. Có thể chậm rãi tìm hiểu cách dùng nó như thế nào. Hắc Hoàng vô cùng hưng phấn, đây là do một vị đại đế khắc xuống, có liên hệ vô cùng ảo diệu với thiên địa, đối với nó mà nói thì đây chính là một thần tàng. Đại Hắc Cẩu ngồi xuống bên cạnh bàn cờ, bắt đầu trầm tư, mấy người nhìn không ra cái gì, liền đánh giá những nơi khác. Không tốt, trung tâm Bất Tử Sơn có sinh vật xuất hiện. Lý Hắc Thủy hạ giọng nói, thần sắc hắn đại biến. Thật sự là có sinh vật xuất hiện, Bàng Bác giật mình. 27 ngọn núi lớn chắn ở phía trước, chặn lại vùng trung tâm. Luồng ma vân lơ lửng trên đầu, có một sinh vật bay ra, mới đầu thì còn mờ mờ không rõ, nhưng sau khi nó xuyên qua tầng mây thì có thể nhìn thấy rõ hình dáng của nó. Hắn không có đầu, đồng tử Diệp Phàm co lại, nhìn thấy một thứ không thể tưởng tượng nổi. Đó là một kỵ sĩ không đầu, mặc áo giáp sắt màu đen, cầm trong tay một thanh trường mâu cũng màu đen. Có phong thái chinh phục cả trời đất, đáng tiếc lại không có đầu, trên cổ còn dính một chút máu loãng màu đen. Dưới thân hắn là một con ngựa bằng đá, nó lắc đầu, vẫy đuôi, ngẩng đầu hí dài, cường đại tới mức khiến người khác phải khiếp sợ. Bốn chân to bằng miệng bắt, mỗi lần đạp xuống thì hư không dường như cũng nứt ra. Trung tâm Bất Tử Sơn lại xuất hiện một kỵ sĩ không đầu như thế này, thật sự khiến người ta phải kinh sợ. Điều duy nhất khiến bọn yên tâm chính là hắn cũng không bay về phía này, mà chỉ đi đi lại lại giữa 27 ngọn núi này mà thôi. Rốt cuộc thì trung tâm Bất Tử Sơn có thứ gì, không ngờ lại có một nhân vật khủng bố, không có đầu, lại vẫn còn sống như cũ. Bản không thể nhìn ra hắn sâu cạn thế nào, nhưng con ngựa đá đó đã khủng bố như vậy rồi, có thể thấy được thực lực của hắn cũng không tầm thường chút nào đâu. Kỵ sĩ không đầu vô cùng đáng sợ, cách xa nơi đây tới tận mười mấy dặm nhưng khí tức cường đại mà hắn phát ra lại vẫn có thể cảm nhận rõ ràng như vậy, như thủy triều dâng lên mãnh liệt. Hắc Hoàng, ngươi có tìm được đường ra ngoài không? Diệp Phàm thúc giục hỏi, nếu không thể nhanh chóng rời đi, khiến cho kỵ sĩ không đầu phát hiện ra mọi người, thì có thể sẽ gây ra đại họa. Hắn từ trong Bất Tử Sơn lao ra, rốt cuộc là dạng tồn tại như thế nào thì bọn hắn căn bản không thể đoán biết được, ngay cả cô bé có lai lịch không tầm thường, nhưng cũng có vẻ bị hắn dọa sợ. Tốt rồi, bổn hoàng đã tìm được đường ra, đây là trận văn mà đại đế cổ lưu lại, chúng ta có thể theo nó mà vượt qua hư không rời đi. Đại Hắc Cẩu nói, trong lòng nó tràn đầy vui mừng, không những thoát khỏi đây, lại còn chiếm được trận văn như thế này, khiến nó vô cùng kích động. Ngươi chắc chắn mình hiểu đúng chứ? Diệp Phàm hỏi, hắn cảm thấy được con chó chết bầm này làm việc rất không đáng tin, mỗi lần vượt qua hư không đều lệch ra mấy trăm vạn dặm, hắn thực sự xuất hiện vấn đề lớn ở trong này. Còn phải hỏi, không biết bổn hoàng là ai sao, cứ yên tâm đi. Đại Hắc Cẩu ngạo nghễ nói, tuy nhiên cuối cùng hình như nó có chút chột dạ, nói, tuy nhiên, để ổn thỏa thì chúng ta có thể thử từng người một, ai muốn đi trước nào. Nghe nó nói vậy, không ai dám lên tiếng, thật sự là mất lòng tin vào nó rồi. Đại Hắc Cẩu rất tức giận, nói, các ngươi dám không tin bổn hoàng sao? Vậy được rồi, để ta đi trước đi, Bàng Bác nói. Không, chúng ta đi cùng nhau, Diệp Phàm cản lại. Bàng Bác nở nụ cười, nói, con chó chết bầm này nói cũng có chút đạo lý, nên từng người một cho ổn thỏa, yên tâm đi, chúng ta đều là những người có phúc duyên lớn mà. Đại Hắc Cẩu lại càng tức giận hơn, nói,
tại sao các ngươi lại không tin tưởng ta như vậy? Ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định sẽ truyền tống bàng bác tới một nơi an toàn. Diệp Phàm nói, cứ yên tâm đi, tuyệt đối không có vấn đề gì đâu, truyền hắn tới Vọng Không Thành mà chúng ta không lâu trước vừa rời đi nhé. Đại Hắc Cẩu bày ra bộ dáng cái gì cũng nắm chắc trong tay rồi. Nó chọn một vị trí trên bàn cờ, sau đó để bàng bác đứng lên trên đó, kích hoạt đạo văn dày đặc trên bàn cờ, ánh sáng lóe lên một cái, bàng bác lập tức biến mất. Mà ngay tại chỗ đó, xuất hiện một loạt các phù văn kỳ dị, không ngừng lấp lánh, vô cùng huyền ảo. Đại Hắc Cẩu nhìn thấy cảnh này, cái mồm ngoác ra, suýt nữa thì rớt cái lưỡi dài xuống mặt đất, nó lắp bắp thì thầm, con bà nó, sao lại truyền đi xa như vậy được nhỉ, thật sự là gặp quỷ rồi. Diệp Phàm cảm giác có điều không ổn, kéo nó lại, hỏi, ngươi truyền bàng bác đi tới nơi nào rồi? Đừng nóng, không truyền đi chỗ nào rất xa đâu, khẳng định là còn gặp lại hắn mà. Đại Hắc Cẩu giải thích. Nghe nó nói vậy, Diệp Phàm lại càng khẳng định, chắc chắn là nó truyền bàng bác tới một nơi xa không tưởng nổi rồi, liền ghi chặt nó lại, nói mau, ngươi truyền bàng bác tới nơi nào rồi? Ngươi không cần phải lo, rất gần thôi mà, đi về phía tây đông hoang mà thôi. Đại Hắc Cẩu tiếp tục cố gắng giải thích. Vậy mà còn gần à? Chúng ta đang ở trung bộ đông hoang, ngươi lại truyền hắn tới khu vực tây bộ, nếu chờ hắn bay về tới nơi thì ít nhất cũng phải cần 2 đến 3 năm mới được. Diệp Phàm rất tức giận. Hụ! Đại Hắc Cẩu ho khan, càng chột dạ hơn. Nói, ngươi hiểu lầm ý của ta rồi, ta không phải là truyền hắn đến đó, mà là phía tây của đông hoang, hụ, chính xác hơn thì phải là Trung Châu. Con chó chết này, ta giết ngươi. Diệp Phàm đè cổ Đại Hắc Cẩu lại, nổi trận lôi. Đình! Bàng bác bị nó truyền đến Trung Châu thì chỉ chờ hắn bay về cũng phải mất ít nhất 5-6 năm thời gian, nếu mà xa hơn thì có khi còn phải mất tới mười mấy năm cũng nên. Con chó chết bầm này cũng thật là quá đáng. Đồ Phi và Lý Hắc Thủy cũng nghẹn họng, nhìn chân chối, không ngừng căm giận. Mau buông ra. Đại Hắc Cẩu dãy giụa, tuy nhiên nó cũng biết là mình đuối lý, gây ra sự cố lớn rồi. Ngươi bảo là truyền tới Vọng Không Thành tại Trung Bộ Đông Hoang, kết quả là lại truyền lệch tới tận Trung Châu, có kẻ nào quá đáng như ngươi nữa không hả? Diệp Phàm thật muốn gõ cho nó mấy nhát để hả giận. Hụ, từ xưa tới nay Trung Châu luôn là vùng đất địa linh nhân kiệt, có truyền thừa vô cùng cổ xưa, bàng bác đoạt được cổ kinh của yêu đế. Hiện tại thiếu nhất là đi lịch lãm tăng kinh nghiệm, đối với hắn thì đi Trung Châu cũng là một chuyện tốt. Đại Hắc Cẩu nói năng hùng hồn, đầy lý lẽ. Con chó chết bầm này rất không đáng tin. Lý Hắc Thủy và Đồ Phi cũng đều rất tức giận. Dù sao thì rời khỏi được Bất Tử Sơn này cũng là vui rồi, đáng được ăn mừng. Đại Hắc Cẩu càng nói càng nhỏ, sau đó dường như nó nhớ tới cái gì đó, kêu lên thảm thiết, nói, hỏng bét rồi, hơn một nửa số lá ngộ đạo trà đều ở chỗ hắn, hơn 50 lá à. Diệp Phàm giao đà thần tiên cho bàng bác, dùng nó để ngắt lấy lá ngộ đạo trà, hiện giờ vẫn còn đang nằm trong tay bàng bác. Đại Hắc Cẩu kêu thảm thiết, vô cùng ảo não, Diệp Phàm lại thở phào một cái, bàng bác một thân một mình tại Trung Châu, có những thần vật này thì cũng được bảo đảm hơn một chút. Mau chia lá ngộ đạo trà, nhanh phân ra đi, Đại Hắc Cẩu kêu la. Trên hạt giống kỳ lân của Diệp Phàm có dính hơn 50 chiếc lá, lập tức được chia ra cho mỗi người, Đại Hắc Cẩu, Đồ Phi, Lý Hắc Thủy mỗi người đều được mười mấy lá. Lần này là đến lượt ai? Đại Hắc Cẩu hỏi, có đánh chết ta? Cũng không tin tưởng vào ngươi. Lý Hắc Thủy và Đồ Phi cùng lắc đầu. Không tin ta à? Không tin thì cứ ở lại Bất Tử Sơn này đi nhé. Đại Hắc Cẩu bĩu môi. Cuối cùng, Đồ Phi cố lấy dũng khí, đứng dậy, nói, con chó chết kia, ngươi mà truyền ta tới Trung Châu thì khi ta về được, nhất định sẽ giết ngươi. Yên tâm đi, vừa rồi chỉ là sai sót nhỏ mà thôi, lần này ta đảm bảo không có vấn đề gì cả đâu. Đại Hắc Cẩu nói với vẻ rất thành khẩn. Đồ Phi hít một hơi, bước chân lên trên đạo văn, không dám nhúc nhích chút nào. Hắc Hoàng tính toán một chút, sau đó kích hoạt đạo văn, lẩm bẩm nói, lần này chắc sẽ không lệch quá nhiều như vậy đâu. Xoát! Ánh sáng lóe lên một cái, thân ảnh của Đồ Phi biến mất, tại chỗ hắn vừa đứng hiện ra một loạt các văn tự kỳ dị, vô cùng huyền bí. Đại Hắc Cẩu trợn mắt há mồm, lắp bắp không nói ra lời. Vừa thấy vẻ mặt của nó như vậy, Diệp Phàm và Lý Hắc Thủy đều biết là hỏng rồi, con chó chết bầm này lại phạm sai lầm lớn lần nữa rồi. Hai người lập tức lao đến,
đè nó xuống đất, nói, ngươi chuyển đổ phi tới đâu rồi? Hụ, buông tay ra, lần này cũng không phải là xa đâu, chỉ chuyển hắn về phía bắc mà thôi. Đại Hắc Cẩu nói, bắc vực, hụ, là bắc nguyên, ta giết ngươi. Lý Hắc Thủy đè chặt nó, không buông tay. Các bạn đang nghe chuyện Già Thiên của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Già Thiên, chương 506, Thần đảo của phong tộc. Bắc Nguyên được xếp chung với Đông Hoang, Trung Châu, Nam Lĩnh, Tây Mạc, là nơi cực bắc của thế giới này, hoàn toàn khác với bắc vực của Đông Hoang. Bắc Nguyên đi tới trăm vạn dặm cũng không gặp được ai cả, vô cùng hoang vắng, không phải là đại thảo nguyên thì chính là sa mạc. Có khi đi cả đời tại đó cũng không gặp được một ai, ngươi lại chuyển hắn tới cái địa phương mà chim không thèm thải phân đó sao? Lý Hắc Thủy bóp cổ Hắc Hoàng. Oanh! Bỗng nhiên, từ trong khu vực trung tâm của Bất Tử Sơn, có một kỵ sĩ không đầu lao ra, khí thế dao động khuếch tán ngập trời, hắn cưỡi con ngựa đá lao thẳng tới đây, vó ngựa lớn như miệng bát, mỗi một lần hạ xuống thì hư không cũng dường như vỡ tan ra. Hỏng rồi, là tử vong kỵ sĩ giết tới đây. Diệp Phàm kinh hãi thốt lên. Lần này chúng ta đi cùng nhau luôn, mau tiến vào. Đại Hắc Cẩu kêu lên. Cẩu cẩu, ngươi phải cẩn thận đó. Lần này ngàn vạn lần không được truyền chúng ta đến Tây Mạc đấy. Cô bé con ngây thơ nói. Kỵ sĩ không đầu vô cùng khôi ngô cao lớn, thiết y trên người lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, khí thế khiếp người, như một ngọn núi to lớn hùng vĩ đè xuống. Hắn giống như một vị thần không đầu, uy thế đè ép cả trời đất. Ngay cả bầu trời dường như cũng run rẩy vì hắn. Các ngọn núi lớn màu đen, dài vô cùng vô tận đều rung động lên, phát ra âm thanh ầm ầm vang xa. Hắn cầm trong tay một thanh chiến mâu màu đen, ngựa đá đạp trên không trung mà đi, khí thế giống như vực sâu, lại giống như biển lớn. Chiến ý cường đại xông thẳng lên tận trời, hắn như một chiến thần thời thượng cổ, đánh từ tận những năm tháng thời viễn cổ tới tận đây. Hắn dẫn động cả khí tức đáng sợ của Bất Tử Sơn. Luồng sương mù màu đen vô cùng vô tận này dường như cũng cuốn theo hắn, mỗi lần vô ngựa đạp xuống thì dường như cả trời đất đều run rẩy, vạn vật đều đang run rẩy thét gào trước mũi mâu khủng bố này. Ầm, 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 tử vong kỵ sĩ đạp không mà đi, khiến cho không gian cũng nứt ra, hình thành một cái khe hở màu đen, lan ra bốn phía, tạo ra một cảnh tượng vô cùng khủng bố tại Bất Tử Sơn này. Đại Hắc Cẩu sợ tới mức hồn bay phách lạc. Tên kỵ sĩ không đầu này cực kỳ đáng sợ, nếu mà bị hắn tới gần. Mũi mâu chỉ cần đảo qua thôi, thì tất cả mọi người tại đây đều bị thần hình câu diệt hết. Nó lắp bắp, trong lòng cuống cuồng, hai móng vuốt to lớn liên tục vung lên, thay đổi vài thứ trong trận văn, cố gắng điều chỉnh vị trí sắp truyền tống tới. Cẩu cẩu cố lên nha. Cô bé con cũng rất khẩn trương, rúc vào trong lòng Diệp Phàm, vẻ mặt sợ hãi nhìn kỵ sĩ không đầu đang vọt tới trước mặt bọn họ. Đại Hắc Cẩu liều mạng di chuyển đạo văn, cuối cùng nó dùng một đôi móng vuốt to lớn ra sức vỗ xuống. Một luồng sáng vô cùng vô tận phun ra, ánh sáng lóe lên một cái, thân hình bọn họ đã biến mất tại chỗ. Bọn họ vào thời khắc cuối cùng cũng thành công vượt qua hư không, ngay khi bọn họ vừa biến mất. Kỵ sĩ không đầu đã vọt tới, mũi mâu sắc bén xuyên thủng cả trời đất, đâm thủng không gian, xuyên qua tàn ảnh của bọn họ. Uy áp khủng bố tới mức không gì sánh nổi. Cuồn cuộn mạnh mẽ như sóng thần cuốn qua, khiến cho cả khu rừng nguyên thủy nháy mắt đã biến thành bột mịn, cái gì cũng không còn tồn tại nữa. Tuy nhiên, trận văn do hư không đại đế lưu lại vẫn không bị hư hỏng gì, vẫn sừng sững tồn tại ở đây, nơi này hình thành một vùng trời đất riêng biệt, tràn ngập khí tức đại đạo. Cũng không biết đã xuyên qua bao nhiêu vạn dặm, thân hình đám người Diệp Phàm, Lý Hắc Thủy hiện ra, đang nghi hoặc đánh giá cảnh tượng bốn phía. Khắp nơi đều là cát vàng. Ánh nắng chói chang nóng bỏng chiếu xuống, nhiệt độ cao và không khí khô nóng khiến cho thân thể con người dường như cũng bốc cháy lên, bốn phía là một vùng im ắng, không có chút tiếng động nào cả. Đây là một sa mạc lớn màu vàng, mênh mông bát ngát, tất cả cát tại đây đều dường như nóng chảy ra, dưới ánh nắng bỏng rát này chiếu xuống, nhiệt độ cao khiến cho người ta như bị nướng chín vậy. Tại đây không có một chút gió nào, khiến cho người ta khó mà chịu được. Sa mạc lớn màu vàng này phảng phất như là có sinh mệnh vậy, như là đang có một ngọn lửa hừng hực cháy trên nó. Cẩu cẩu, chẳng lẽ ngươi thật sự truyền chúng ta tới tận Tây Mạc sao? Cô bé con hỏi, âm thanh rất ngây thơ non nớt. Diệp Phàm và Lý Hắc Thủy cũng há hốc mồm,
Nơi này là sa mạc vô cùng vô tận, không thấy đầu, không thấy cuối, ánh mặt trời chiếu xuống, tạo ra một luồng sáng màu vàng, nơi đây nóng như một lò lửa, hai người thấy vậy liền la lớn. Con chó chết này, ta muốn lột da ngươi. Thật quá đáng rồi, từ Đông Hoang, vượt qua cả Trung Châu, trực tiếp rơi xuống Tây Mạc, nhắm mắt thì còn truyền tống chuẩn xác hơn thế này, ngươi truyền tống kiểu gì vậy? Hai người đè đại hắc cẩu xuống, cùng nhau đánh nó bầm dập, con chó chết bầm này rất đáng giận, không đánh cho nó khóc cha khóc mẹ lên thì không hả giận được. Ngoài ý muốn, chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Bản thân đại hắc cẩu cũng có chút ngẩn người. Ngươi còn có thể truyền đi xa được thêm nữa sao? Từ cực đông tới tận cực tây của thế giới, nếu mà ngươi lại ngoài ý muốn thêm chút nữa, chẳng phải là muốn truyền tống chúng ta đến tận mặt trời hả? Bổn hoàng chẳng lẽ lại thái quá tới mức đó sao? Đại hắc cẩu lẩm bẩm, vậy mà cũng chưa gọi là thái quá sao? Ngươi thật là có tài đấy. Cho dù là cho cô bé con này đến kích hoạt đạo văn cũng không tới mức như vậy. Thực ra Tây Mạc cũng không sao cả, nơi này có đại lôi âm tự trên Tu Di Sơn. Là một trong những thần địa đó, mỗi năm đều có vô số tu sĩ từ khắp những nơi xa xôi tới nơi này hành hương, chúng ta cũng có thể tới đó xem sao. Diệp Phàm và Lý Hắc Thủy quả thật muốn làm thịt nó ngay tại chỗ, con chó chết bầm này lại vẫn còn dám mạnh miệng, hùng hồn cãi lý, thật sự là muốn ăn đòn đây mà. Ngươi truyền bằng bác tới tận Trung Châu, lại đưa đồ phi tới Bắc Nguyên, cuối cùng thì đưa chúng ta tới tận Tây Mạc, con bà nó, cả đời này ta chưa thấy con chó nào khốn nạn như ngươi cả. Bằng bác thì còn không sao, nơi đó địa linh nhân kiệt, nói không chừng còn gặp được kỳ ngộ nào đó. Nhưng mà đồ phi thì tính sao bây giờ? Ở Bắc Nguyên thì có khi mấy chục năm cũng không gặp được một bóng người nào cả, ngày nào cũng đối mặt với cánh đồng băng tuyết hoang vu, tính cách hắn thích náo nhiệt, lần này chắc chắn bị ngươi làm cho tức đến điên lên mất. Hai người thi nhau trách mắng Hắc Hoàng, còn cô bé con thì lại rất nhu thuận, đứng sang một bên nghịch cát, không có chút mệt mỏi và lo lắng nào cả. Có tận 4 gốc linh dược tuyệt thế đang nằm trong tay tên đầu miệng rộng kia, tương đương với việc hắn có thêm 4 cái mạng nữa, chắc chắn là không chết được đâu. Đại hắc cẩu vẫn mạnh miệng, đồng thời trong lòng vẫn hối hận không thôi, hận không phân chia linh dược trước khi truyền tống. Con chó chết bầm này thật là quá đáng. Con bà nó, làm ta tức chết rồi, giết nó đi. Gầu. Một cuộc nhân cẩu đại chiến nổ ra, làm cho cát trên sa mạc bắn văng tung tóe, bụi mù bốc lên tận trời. Âm thanh chó sủa và tiếng chửi bới thật lâu sau mới ngừng lại. Cuối cùng bọn họ bay về phía ngoài của đại sa mạc này nhằm tìm kiếm vùng đất xanh tươi tốt nào đó, hoặc là thành trì phồn thịnh, có bóng người. Ồ, không đúng. Mới bay được mấy trăm dặm, mọi người gặp được một ngọn núi xanh ngắt, rất nhanh đã đi ra khỏi sa mạc rồi, hoàn toàn không giống với dự đoán của bọn họ. Các ngươi là ai? Tại sao lại lẻn vào trong nơi luyện võ của phong tộc chúng ta? Có người ở phía trước quát lớn. Mấy người Diệp Phàm nhìn nhau, trong lúc nhất thời không rõ đầu cua tai nheo thế nào. Ngươi nói cái gì? Phong tộc? Phong tộc nào? Là gia tộc của cô bé Phong Hoàng đó sao? Đại Hắc Cẩu hỏi. Lớn mật, lại dám khinh nhờn công chúa của tộc ta như vậy. Mấy người kia trầm mặt xuống, không vui chút nào. Đại Hắc Cẩu chợt kêu lên mấy tiếng quái dị, sau đó hung hăng lao vào Diệp Phàm và Lý Hắc Thủy, gào lên, tiểu tử, ngươi có nghe rõ không? Đây là khu vực trung bộ của Đông Hoang, cũng không phải là đi đến Tây Mạc, vừa rồi các người lại dám đối xử với ta như vậy sao? Bọn, họ rất nhanh liền hiểu rõ, thì ra vẫn chưa rời khỏi Đông Hoang, vùng sa mạc này là do các cường giả của phong tộc hàng năm luyện võ mà thành, dài đến hơn ngàn dặm. Ngươi là thánh thể Diệp Phàm, còn nó là con chó dữ phải không? Có người nhận ra bọn họ, sắc mặt lập tức đại biến. Con bà nó, các người đã gọi hắn là thánh thể, tại sao lại không gọi ta là thánh linh đi? Đại hắc cẩu nhe bộ răng trắng toát của nó ra, dọa mấy người kia. Người của phong tộc nhìn nhau, không dám nói thêm gì nữa. Thánh thể đời này thì ngay cả thánh nữ của đại giáo vô thượng tại Trung Châu cũng dám chém. Bọn họ tự nhiên không muốn mạo hiểm cãi lại để ăn đòn. Nơi đây cách phong tộc chỉ có mấy trăm dặm, có thể nói đây là một trọng địa thánh tộc của họ. Khi bọn họ phi hành, không ngờ lại nhìn thấy rất nhiều người bay tới đây. Sao lại thế này? Tại sao lại tập hợp hết về đây vậy? Lý Hắc Thủy nghi hoặc. Diệp Phàm ngăn lại một người đi đường, hỏi hắn nguyên nhân tại sao, không ngờ lại biết được rằng thánh chủ phong tộc sắp tổ chức đại thọ 1.500 tuổi, rất nhiều người tới đây để chúc mừng. Diệp Huynh, Lý Huynh,
thật là trái đất tròn a, chỗ nào cũng có thể gặp nhau được. Một tiếng cười lớn từ phía xa truyền đến. Đại hạ hoàng tử Hạ Nhất Minh và tiểu ni cô áo trắng Hạ Nhất Lâm bay tới, đi cùng bọn họ còn có mấy lão già, hiển nhiên đều là siêu cấp cao thủ. Hạ huynh, sao các ngươi lại đến đây vậy? Diệp Phàm cười hỏi. Thánh chủ phong tộc tổ chức lễ đại thọ, chúng ta cũng tới chúc mừng. Hạ Nhất Minh cười nói. Bọn họ do tộc thúc dẫn đầu, hắn và tiểu ni cô chỉ là đi theo để kết bạn với một số tuấn kiệt trẻ tuổi mà thôi, do đó mới đi tới khu vực trung bộ này. Chúng ta đi cùng nhau chứ? Đại hạ hoàng tử mời. Diệp Phàm suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu đồng ý, thánh chủ phong tộc có ơn đối với hắn. Hiện giờ đã tới đây rồi, lại được đại hạ hoàng tử mời đi cùng, nếu mà cự tuyệt, sau này mà bị người khác biết được thì thật sự sẽ không hay ho chút nào. Phong tộc là gia tộc cổ xưa nhất tại Đông Hoang, vô cùng cường đại và thần bí, bọn họ bái thiên địa làm thầy, học được các đại đạo thâm ảo, là một gia tộc cực kỳ cường đại. Từ việc tuyệt đại thần vương lựa chọn bọn họ để mai mối cho Diệp Phàm, đã có thể thấy được một chút về họ rồi. Trong khắp Đông Hoang này không có ai nguyện ý trêu chọc vào gia tộc bọn họ, ngược lại đều ra sức tạo quan hệ tốt với họ. Gia tộc này đã trải qua nhiều thời kỳ hắc ám, náo động thiên hạ, nhưng vẫn luôn cường thịnh không suy sụp, trở thành một con quái vật lớn. Bệ nghệ thiên hạ, nội tình cực kỳ sâu, ít có thế lực nào sánh được với họ. Từ phía xa nhìn lại, hình ảnh phong tộc khiến cho người ta phải rung động. 800 hòn đảo nhỏ lơ lửng trên không trung, chi chít như sao trên trời, như những viên minh châu lấp lánh. Mỗi hòn đảo lại không tầm thường chút nào, giống như là chư thiên tịnh thổ vậy, khiến cho tâm thần người ta khi tới đó liền cảm thấy yên bình lại. Phong tộc thật là khiến cho người khác bất ngờ, theo truyền thuyết thì có 800 thần đảo, quả nhiên không phải là giả. Lý Hắc Thủy tấm tắc khen. Các bạn đang nghe chuyện Già Thiên của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Già Thiên, chương 507, thời gian không còn nhiều. 800 hòn đảo này vẫn không nhúc nhích, lơ lửng trên không trung, vô số luồng tiên vụ lượn lờ xung quanh. Giống như là một vùng đất thần thánh tuyệt đẹp, núi cao, suốt chảy, ánh sáng năm màu lấp lánh, vô cùng siêu trần thoát tục. Trên đó có rất nhiều cung điện được xây dựng, giường cột được chạm trổ hình rồng bay phượng múa, mây bay lững lờ. Giống như một quốc gia thần thánh, có rất nhiều tiên hạc, thải loan và các loại linh cầm khác đang bay lượn trên đảo. Tại chỗ sâu nhất, có các ngọn núi lớn, cao vô cùng vô tận, đâm, thủng bầu trời, khí thế nguy nga hùng vĩ, khiếp hồn người khác. Trên một ngọn núi lớn, có một tòa cổ thành to lớn, vĩnh viễn không rơi xuống, người ngoài không thể nhìn thấy được. Mỗi thánh địa cường đại nhất thì cũng chỉ có một tòa thành này mà thôi, theo truyền thuyết nó là thần thành cổ kính do một vị thần lưu lại. Có rất nhiều tộc nhân phong tộc đứng ở ngoài thần đảo để đón khách, khuôn mặt tươi cười chào đón mọi người, không ngừng chắp tay cảm ơn. Chó mà chưa hóa hình thì không được đi vào. Có người ngăn lại đám người Diệp Phàm, nói kiểu gì cũng không cho đại hắc cẩu đi vào. Năm xưa cho dù tông chủ của các ngươi mời thì ta cũng còn không thèm đến đây đâu nhé. Đại hắc cẩu tức giận, đây là quy định, không được mang thú sủng vào trong này. Sắc mặt tộc nhân phong tộc có vẻ không tốt lắm. Ai là thú sủng, nhân sủng của bổn hoàng mà còn đi vào, tại sao lại không cho bổn hoàng vào trong? Nó tức giận gào lên, vươn cái móng vuốt to lớn chỉ về phía một số người của thánh địa. Trong đó quả thật có người từng là tù binh của đại hắc cẩu, lúc này chỉ hận không thể lập tức lột da nó ra, đã tới tận 800 thần đảo rồi mà không ngờ vẫn còn gặp phải chuyện bực mình này. Cho bọn họ vào đi. Một lão già phong tộc đi tới, Diệp Phàm nhận ra, đã từng gặp lão ở thần thành Bắc Vực rồi, liền bước lên thi lễ với lão. Những người khác nhau thì được dẫn vào các hòn đảo khác nhau, đám người Diệp Phàm được đưa vào trong một hòn đảo lớn, phần lớn người ở đây đều là đệ tử trẻ tuổi của các thánh địa. Bọn họ tiến vào trong này, lập tức khiến cho nhiều người chú ý, tại đây có không ít thánh tử và thánh nữ, mỗi người đều rộ ra vẻ mặt khác thường, rất ngạc nhiên khi thấy Diệp Phàm còn sống. Bởi vì kỳ hạn nửa năm đã gần như tới hết rồi, không ngờ hắn vẫn còn chưa chết. Hụ, Diệp Phàm ho ra một búng máu, nhẹ nhàng dùng một chiếc khăn trắng lau miệng. Rất nhiều người không biết nói gì, khi ở Nam Vực thì hắn cũng ho ra máu, nhưng lại có thể đại chiến một trận với Hoa Vân Phi, truyền nhân của Độc Nhân Đại Đế, lại còn chém cả thánh nữ của Đại Giáo Vô Thượng Trung Châu nữa. Hiện tại hắn vẫn ho ra máu,
khiến cho không ít người thầm oán, cảm thấy hắn nên bị thiên lôi đánh xuống. Luôn luôn lừa người khác, kết quả là mỗi lần lại giết chết một đám người, thật sự là khiến cho không ai nói gì được. Diệp huynh thân thể có khỏe không? Diêu Quang Thánh Tử hỏi, toàn thân hắn được bao phủ bởi các vòng sáng thần thánh, khiến cho người khác khó mà sinh ra ác cảm được. Thánh Quang che phủ kín thân thể, hắn giống như đứa con của thần linh đang đi lại trong thế gian. Đại khái là còn sống được tầm nửa tháng nữa. Diệp Phàm đáp. Diệp huynh lại nói đùa rồi, huynh nhất định sẽ vượt qua cửa ải sống chết này. Diêu Quang Thánh Tử mỉm cười. Tên quỷ mạng ngắn nhà ngươi không còn sống được mấy ngày nữa đâu, hay là tới đây đánh một trận với ta đi. Kim Sí Tiểu Bằng Vương đi tới, thân thể khôi ngô cao lớn, trong đôi mắt màu vàng bắn ra ánh sáng khiếp người, hắn như một yêu thần hàng lâm, khí thế vô cùng bức bách người khác. Ta mà sợ ngươi sao, nếu ngươi muốn chiến, vậy thì chiến đi, ta cũng muốn giết ngươi cho đỡ phiền toái đây này. Diệp Phàm xoay người lại, đối mặt với tên yêu tộc tràn ngập ma tính này, đối phương đã khiêu khích hắn rất nhiều lần, một trận chiến này không thể tránh khỏi được. Các thánh tử và thánh nữ khác cũng chấn động, đây chính là hai vị tuyệt đỉnh cao thủ trong thế hệ trẻ tuổi đương thời, nếu họ giao chiến với nhau, tất nhiên sẽ là một cuộc long tranh hổ đấu. Là một trận chiến kinh thế hãi tục, không người nào không chờ mong được theo dõi. Con chim nhỏ kia, mạng của ngươi cũng thật là lớn đấy. Hắc Hoàng lẩm bẩm. Ừ. Kim Sí Tiểu Bằng Vương hừ lạnh, trong đôi mắt màu vàng bắn ra hai luồng sáng lạnh lẽo. Hắn và đám người Phong Hoàng vẫn chưa bị ép phải tiến vào trong bất Tử Sơn. Gặp nguy hiểm nhưng vẫn thoát được, thuận lợi hơn bọn Diệp Phàm rất nhiều. Bằng huynh muốn đánh một trận với người khác sao? Phong Hoàng là lướt đi tới, tuy nàng vẫn đeo tấm mặt nạ nhiều màu. Nhưng bộ dáng vẫn rất động lòng người, phong thái tuyệt đẹp, nàng khẽ cười, hôm nay không nên động đến chuyện binh đao. Nếu có duyên thì sẽ tiến hành quyết đấu lúc khác, khi đó chúng ta nhất định sẽ được theo dõi cuộc quyết đấu đỉnh cao. Tất cả mọi người đều có vẻ mặt quái dị, rất rõ ràng nàng có quan hệ với Diệp Phàm. Xem thái độ của nàng thì bọn họ cảm thấy không lâu sau nhất định sẽ có trò hay để xem. Trên thần đảo rộng lớn nơi nơi đều là người trẻ tuổi, đều là nhân tài tinh anh của các đại giáo, đều có thiên tư ngút trời. Nhưng sau khi nhìn thấy mấy người Diêu Quang Thánh Tử cũng cơ ra thần vương thể, tất cả đều tự giác lựa chọn hạ thấp mình xuống. Sau đó, khi nhìn thấy Kim Sí Tiểu Bằng Vương cùng Diệp Phàm, mọi người lại thu liễm thêm nữa, sợ bị hai vị sát tinh này tìm tới cửa. Kim Sí Tiểu Bằng Vương từ trước đến nay luôn ngang tàng không thiện ý, nếu như hắn nổi lòng ác độc sẽ mất hết tính người. Nghe nói ngay cả đồng tộc hắn đã từng giết 13 người. Lãnh huyết mà tàn khốc, có một loại ma tính trời sinh. Diệp Phàm thì càng không cần phải nói, đã giết chết không ít môn đồ của Thánh Địa, đệ tử của Diêu Quang. Cơ gia có nhiều người ngã xuống trong tay hắn. Thậm chí ngay cả Tử Phủ Thánh Nữ đều bị hắn trấn áp. Mới đây không lâu, lại chém thánh nữ của đại giáo vô thượng Trung Châu, có mấy người dám trêu chọc. Trẻ tuổi một thế hệ nhìn thấy đều phải đi vòng né tránh. Sau khi Phong Hoàng can thiệp, Kim Sí Tiểu Bằng Vương hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, nói, cho ngươi sống thêm mấy ngày. Điều nhân, còn dám nói chuyện với ta như vậy. Hiện tại ta liền đánh chết ngươi, ta mặc kệ đây là đâu. Diệp Phàm đứng bật lên, bước đi tới phía trước, ngón tay màu vàng chỉ vào mũi. Tiểu Bằng Vương nói, ngươi dám chỉ ta. Hai tròng mắt Kim Sí Tiểu Bằng Vương dựng thẳng đứng, tay phải vừa lật, chộp tới ngón tay của Diệp Phàm, muốn bị gãy đoạn. Keng, ngón tay Diệp Phàm phun ra nuốt vào thần mang, chém về phía bàn tay to của địch nhân, muốn cắt đứt đoạn. Hắn đã là thánh thể sơ thành, hiện giờ thân thể vô cùng cứng chắc, chính là muốn chọc cho Kim Sí Tiểu Bằng Vương nổi giận mà thiệt thòi lớn. Nhưng, hai người va chạm vào nhau lại phát ra tiếng cong cong điếc tai, như tiếng trống thần vang động. Kim Sí Tiểu Bằng Vương bịch bịch thối lui về phía sau. Bàn tay một mảnh đỏ tươi, có máu chảy ra. Tuy rằng đánh bật Kim Sí Tiểu Bằng Vương ra ngoài, nhưng trong lòng Diệp Phàm lại giật mình, thân thể hắn cường đại biết bao, trong cũng thế hệ không ai dám cứng trọi cứng với hắn. Nhưng Kim Sí Tiểu Bằng Vương lại đón đỡ được, dù bị thiệt thòi nhiều, nhưng tay trưởng của hắn cũng không có bị gãy đoạn, điều này không phù hợp lẽ thường. Thiên Bằng tộc có thể đánh cận chiến với Long tộc, đích xác thân thể vô song, nhưng quyết không có khả năng tranh phong cũng Diệp Phàm hiện giờ, điều này hiển nhiên không tầm thường. Giữa hai tay Kim Sí Tiểu Bằng Vương có máu màu vàng chảy xuống, sau đó thiêu đốt thành thần quang màu vàng, bộ vị bị thương rất nhanh phục hồi như cũ.
bàn tay của hắn hữu lực mà cường đại, không còn thấy chút thương tổn nào. Đây là chân huyết thiên bằng. Hắn đã tiếp nhận chân huyết thiên bằng thanh tẩy. Mọi người giật mình, trước kia lão bằng vương thăm dò một chỗ di tích chiếm được chân huyết thiên bằng. Đây là thánh vật quán thế của tổ tông thiên bằng tộc lưu lại, có thể trợ giúp hậu duệ hóa thành thánh thân thiên bằng. Lão bằng vương tự mình dùng một ít, nhưng còn giữ lại một phần lớn. Lúc này mọi người nhìn thấy giữa lòng bàn tay tiểu bằng vương có máu huyết màu vàng thiêu đốt thành thần diễm, thoáng cái liền hiểu rõ đã phát sinh chuyện gì. Diệp Phàm nghe được lời nói của bọn họ hơi ngẩn ra, ngay sau đó phi thường cường thế. Bước đi tới phía trước, lại chỉ vào mũi của kim sĩ tiểu bằng vương, nói, không phục ngươi lại đến thử tiếp đi. Mọi người trố mắt nhìn chân chối, kim sĩ tiểu bằng vương là hạng người nào, ai dám đối với hắn như vậy. Thánh thể cuối đời quả nhiên không chỗ nào cố kỵ, trước mặt đám đông người trẻ tuổi một thế hệ, cứ như vậy chỉ vào mũi hắn khiêu chiến. Vù, kim sĩ tiểu bằng vương hừ lạnh, vung bàn tay to đánh tới phía trước, phát ra vạn trượng kim mang. Hận không thể đánh cho Diệp Phàm đứt gân gãy xương. Keng. Diệp Phàm vui mừng không sợ, vung tay nghênh đón, hai bàn tay to màu vàng va chạm nhau giống như tiếng búa đập trên cái đe lò rèn, cả hòn đảo đều chấn động rung chuyển một hồi. Thánh thể thân thể vô song, có thể so với nhân vật cấp thánh chủ, đánh cho kim sĩ tiểu bằng vương bật lui ra ngoài mười mấy bước xa, hổ khẩu hoàn toàn vỡ tung, máu tươi văng tung tóe. Ngươi cho là chân huyết thiên bằng tẩy lễ thân thể là thiên hạ đệ nhất sao? Trừ phi ngươi đào ra được lão tổ tông, thu được chân huyết côn bằng, bằng không ngươi dùng hết năng lực đến thử xem đi. Diệp Phàm tiếp tục bước đi nhanh tới phía trước, vẫn như cũ là giơ ngón tay phải chỉ vào mũi hắn, quát lớn trước mặt mọi người. Loại thái độ này có thể nói là rất bất kính, nhưng Diệp Phàm bất cần, bởi vì kim sĩ tiểu bằng vương quá kiêu ngạo, liên tiếp khiêu khích muốn giết hắn, làm như thế là cố ý nhắm vào hắn. Các thánh tử và thánh nữ đều đứng ở một bên, trong lòng mỗi người đều nhảy dựng lên. Thân thể kim sĩ tiểu bằng vương có chân huyết thiên bằng tẩy lễ, mà thể chất cũng không bằng thánh thể. Hoàn toàn cắt đứt hy vọng của họ, hiện giờ chỉ có với pháp lực ngập trời mới có thể chấn áp được hắn. Tốt, tốt, tốt. Kim sĩ tiểu bằng vương lạnh giọng quát, chuyện đã vậy, ta quyết chiến với ngươi, nhất định phải dùng pháp lực vô thượng chấn chết ngươi. Diệp Phàm không nói lời nào, vung lên bàn tay to màu vàng vỗ tới, đối phó với tên cuồng. Nhân ngang tàng không thiện ý này, chỉ có càng cuồng hơn hắn mới được. Kim sĩ tiểu bằng vương phẫn nộ như sắp bể phổi, bị người chỉ vào mũi khiêu chiến, hiện giờ lại dùng bàn tay to màu vàng đánh hắn bay đi, chuyện này là hắn chưa từng chịu đựng. Nhất là, giờ phút này xảy ra trước mặt nhiều người trẻ tuổi một thế hệ như thế, thật khiến hắn khó có thể chịu nổi. Tiểu Diệp Tử thật thiếu đạo đức, muốn chọc giận kim sĩ tiểu bằng vương, rồi dùng thân thể hắn ép chết người ta. Lý Hắc Thủy lẩm bẩm, đáng đời, đỡ phải luôn thấy bộ dáng lão tử thiên hạ đệ nhất của hắn. Mỗi lần gặp mặt đều tự cao vô địch, ở trên nhìn xuống chúng ta, quá mức kiêu căng. Nên đối xử với hắn như thế, Đại Hắc Cẩu nói. Keng. Lại một tiếng vang lớn, kim sĩ tiểu bằng vương bị đánh đập thân thể chấn động mãnh liệt. Hắn thét dài một tiếng, cả người kim quang đại thịnh, như một ma thần sống lại, đầu đầy tóc vàng tung bay, quyết phải đại chiến với Diệp Phàm. Ta há sợ ngươi sao? Diệp Phàm cất bước tiến tới phía trước, bàn tay hóa thành tấm bia màu vàng. Mặt trên khắc đầy văn lạc tiên thiên, đánh ập tới phía trước. Đủ rồi! Phong Hoàng đi tới chặn trước mặt Diệp Phàm. Dáng nàng tha thướt, mặt nạ phượng hoàng trên mặt nở rộ hào quang năm màu. Toàn thân nàng trong suốt lóng lánh, như cửu thiên huyền nữ buông xuống phàm trần. Nàng có lời gì muốn nói sao? Diệp Phàm không chút để ý hỏi. Ngày đại thọ 1500 tuổi của gia gia ta, ngươi lại tại đây làm ầm ĩ, giáp tâm phá hoại hay sao? Công chúa Phong tộc khẽ quát. Các bạn đang nghe chuyện Già Thiên của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Già Thiên, chương 508. Sát khí. Nàng không thấy là hắn khiêu khích ta nhiều lần sao? Diệp Phàm liếc mắt nhìn nàng một cái. Ta chỉ thấy là ngươi được lý không buông tha người ta. Phong Hoàng lãnh đạm nói. Nàng cũng nói rồi đó, ta chiếm cứ một cái chữ lý, nàng nên đi chất vấn hắn. Vì sao trước ngày đại thọ thánh chủ Phong tộc tại đây khiêu khích và gây náo động mới đúng? Diệp Phàm mỉm cười. Ừ. Kim sĩ tiểu bằng vương lộ sát khí, nhưng cố nén xuống lửa giận,
xoay người bước đi, hắn sợ mình không kìm nổi bùng nổ, hắn đi tới một đảo lớn khác, rời xa Diệp Phàm. Diệp Phàm cười khẽ đi qua sát bên Phong Hoàng, không hề để ý tới, cũng người khác nói chuyện với nhau. Phong Hoàng ngẩn ra, nhìn thấy thái độ này của hắn, nhưng cũng không tiện phát tác, hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi, lưu lại một mùi hương thoang thoảng. Đại hạ hoàng tử, Yêu Nguyệt không, Diệp Phàm cũng với Lý Hắc Thủy trò chuyện với nhau. Thân phận bọn họ hơn người cũng không e ngại ai. Trong thời gian đó Diệp Phàm hỏi tiểu Nico áo trắng, thần tàm đi đâu rồi? Hạ Nhất Lâm nhăn cái mũi thanh tú, than thở, nàng ở Bắc Vực vài lần nhìn thấy thần tàm. Nhưng con tiểu sinh linh màu vàng kia hoàn toàn quên mất nàng rồi, không tới gần nàng nữa, thời gian gần đây lại biến mất. Vị này chính là thánh thể Diệp Phàm huynh sao, quả nhiên là anh tài một thế hệ. Hôm nay gặp mặt, thật sự là may mắn ba đời. Một nam nhân thực nhã nhặn thanh tú đi tới, sắc mặt trắng nõn, lộ vẻ tươi cười ôn hòa. Ngươi là? Diệp Phàm nghi hoặc. Ta tên là Triệu Phát, một người vô danh tiểu tốt, không thể sánh cũng Diệp huynh. Lần này đến chính là ỷ vào lá gan đến kết giao bằng hữu mà thôi. Triệu Phát mỉm cười. Cẩn thận một chút, người kia cũng không phải là người lương thiện, đến từ Tử Vi giáo, kế thừa thần bí, không phải thánh địa nhưng môn nhân mỗi người vô cùng cường đại. Yêu Nguyệt không truyền âm nói. Diệp Phàm nghe được hai chữ Tử Vi, trong lòng lập tức vừa động, không khỏi đánh giá Triệu Phát vài lần, hắn thoạt nhìn thực nhã nhặn, không giống là một tu sĩ. Lý Hắc Thủy cũng truyền âm nói, ta có nghe nói qua người kia, không là thứ tốt gì, là hạng người khẩu Phật tâm xà, thích thời khắc mấu chốt hạ độc thủ, thanh danh không tốt lắm. Tử Vi giáo, thực, lực không biết như thế nào, nhưng lại là giàu có nứt đố đổ vách, giao thiệp với đủ các ngành nghề. Triệu huynh quá khách sáo rồi, quen biết chính là bằng hữu. Làm gì khách khí như thế? Diệp Phàm cười đáp lại. Triệu Phát nói rất nhiều, cuối cùng mới nêu ý chính, nói rõ ý đồ đến, muốn dùng số tiền lớn thu mua Long Văn Hắc Kim Thánh Linh Kiếm trong tay Diệp Phàm, lại muốn mua hạt giống Kỳ Lân Thần Dược. Diệp Phàm thoáng nghĩ một chút liền hiểu được, thế nhân đều biết tính mạng của hắn không còn bao lâu. Triệu Phát đây là muốn trước thời hạn thu lấy báu vật trên người hắn, tránh cho vụt mất vào tay người khác. Hắn không nhịn được cười, nói, cũng không phải ta không bắn, mà là không thể bắn. Qua vài ngày nữa ta có thể sẽ chém đi tu vi bản thân, dùng hạt giống Kỳ Lân giữ mạng. Là một người phàm bình thường, về phần Long Văn Hắc Kim Thánh Linh Kiếm, ta cũng định dùng để đổi lấy linh dược tuyệt thế, chỉ vì kéo dài sinh mệnh. Không chỉ có Triệu Phát kinh hãi, chính là các thánh tử cũng thánh nữ khác cũng đều nhìn lại đây. Hắn muốn chém đi tu vi bản thân, chỉ vì sống sót. Đây là thật vậy chăng? Đây chính là một đại sự nha. Diệp huynh gặp phải ách nan như thế, khiến lòng người thương tiếc. Ta tin rằng huynh nhất định có thể vượt qua cửa ải này, tương lai nhất định có thể đạt tới thành tựu xuất sắc. Triệu Phát cười tươi nói, sau đó xoay người rời đi. Một lát sau, cô bé ngẩng đầu lên, lắc chân Diệp Phàm, nói, đại ca ca, hắn không phải người tốt, bé nghe được, hắn vừa rồi nói lời hung ác. Bé nghe được cái gì? Diệp Phàm kinh ngạc, ngồi xổm xuống, không nghĩ tới thính lực của cô bé lại vượt xa người thường như thế. Cô bé nghe được Triệu Phát nói nhỏ với người khác, sẽ gây bất lợi cho Diệp Phàm, chờ trước khi hắn lâm chung, cướp sạch báu vật trên người hắn. Hoặc là nếu hắn trở thành phàm nhân, sẽ hạ độc thủ với hắn. Yêu Nguyệt không cùng đại hạ hoàng tử đều kinh sợ, bọn họ không ai nghe được điều. Gì, cô bé lại biết hết thảy chuyện này, thật sự dọa khiếp người ta. Cô bé giống như một búp bê, thật nhu thuận, tiểu Nico áo trắng ngồi xổm xuống ôm cô bé vào lòng. Bộ dáng rất yêu thích, đưa cho bé một quả linh quả cực phẩm. Chốc lát nữa chúng ta giải quyết hắn trước đi. Dám có ý đồ như vậy, Lý Hắc Thủy nảy sinh lòng ác độc nói. Diệp Phàm khẽ cười, nói, trước không nên chấp nhặt cũng hắn. Tử Vi không phải giàu có nhất thiên hạ sao, ta có tính toán khác. Không lâu sau, mấy tên con cháu phong tộc đi tới, khi đi ngang qua bên cạnh Diệp Phàm, rõ ràng không có một chút hòa nhã nào. Bọn họ nhớ mãi không quên 300 vạn cân nguyên kia, có người nhẹ giọng lẩm bẩm, còn không biết xấu hổ đến đây. Người trẻ tuổi ánh mắt phải nhìn xa một chút, dù nói như thế nào hắn cũng chiếm được kế thừa của Nguyên Thiên Sư, trả lại các ngươi 300 vạn cân nguyên còn không phải dễ như một bữa ăn sáng sao. Đại Hắc Cẩu quét mắt nhìn mấy người bọn họ nói, cái mạng đều sắp không còn rồi, còn làm thế nào cho xong. Một người trong đó không một chút khách sáo nói thẳng,
hắn từng bị Diệp Phàm trấn áp. À, thị nữ của Phong Hoàng cũng ở trong đám người đó, lên tiếng. Hẳn là đem giao ra Long Văn Hắc Kim Thánh Linh Kiếm cũng với hạt giống Kỳ Lân Thần Dược đây, với mấy thứ này còn chưa đủ 300 vạn cân nguyên đâu. Được rồi, nói cho các ngươi biết những lời này, ta cũng muốn sống tiếp. Diệp Phàm nở nụ cười. Ngươi, có ý gì? Mấy người trẻ tuổi phong tộc giật nảy mình, vội rút đi, các thánh tử, thánh nữ cũng đều quay lại nhìn. Ta là nói, không bao lâu nữa ta tự chém tu vi, từ nay về sau làm một phàm nhân, tranh thủ trở thành một nguyên thiên sư, đến lúc đó sẽ trả nguyên lại cho các người. Diệp Phàm nói tiếp như vậy, tất cả mọi người đều cả kinh, bọn họ biết. Diệp Phàm đích xác chiếm được kế thừa của nguyên thiên sư, có lẽ thật sự sẽ bước trên một con đường khác. Rất nhiều người đều thở dài một hơi nhẹ nhõm, thánh thể thật sự thời gian không còn bao lâu, tới thời điểm phải chọn lựa rồi. Đồng thời trong lòng bọn họ cũng đều có chút kinh ngạc. Diệp Phàm cho dù một thân tu vi phế bỏ, nếu trở thành nguyên thiên sư, cũng chính là quý khách của các đại thánh địa. Ta thật sự không tin Diệp huynh sẽ tự chém tu vi. Khi một người đứng sừng sững trên tuyệt đỉnh, thà rằng đi tìm chết, cũng sẽ không vì sống sót mà trở thành người bình thường. Diêu Quang Thánh Tử cười nói, hàm răng trắng tinh, da thịt óng ánh kim quang, sợi tóc đều trở thành màu vàng. Cả người giống như khoác một lớp thần y. Diệp Phàm nhảy dựng trong lòng, hắn rốt cục gặp được sự sâu sắc của Diêu Quang Thánh Tử, đây là lần đầu tiên phát động thế công với hắn. Tuy rằng không phải rõ ràng công kích, nhưng ẩn chứa sát thức sắc bén. Diệp Phàm nói sắp tự chém tu vi, đối phương lại buông ra một câu như vậy, đã kế tiếp đánh một dấu ấn ở trong lòng mọi người, tương lai ắt sẽ dẫn tới mọi người chạy đến thăm dò hắn. Có đôi khi lực sát thương của một câu nói còn hữu hiệu và đáng sợ hơn so với một lần đối mặt đại chiến. Diêu Quang Thánh Tử thuận miệng nói một câu, đã chôn xuống một hạt giống ở trong lòng mọi người. Tâm cảnh của mỗi người bất đồng, lựa chọn cũng không giống nhau, ta không có chí lớn như huynh, tự nhiên có thể bỏ được. Ta chỉ hy vọng có thể sống sót. Diệp Phàm mỉm cười. Diệp huynh có khí phách lớn, là thánh thể đầu tiên phá vỡ lời nguyền từ mười mấy vạn năm đến nay, sao có thể cam lòng tự vứt bỏ chứ? Cầu mong Diệp huynh thành công vượt qua tử quan. Diêu Quang Thánh Tử tươi cười sáng lạn, cả người đều tản ra thần huy. Diệp Phàm thở dài, nói, tiền đồ của huynh là con đường đại đế vô thượng, còn phía trước của ta là tuyệt lộ sinh mệnh. Nhân dịp này ta chúc huynh một đường bằng phẳng. Đường đi của đại đế cổ không có khả năng bằng phẳng, phải lực chiến chư vương, quét ngang anh kiệt thiên hạ. Tự mình leo lên tuyệt đỉnh, có như thế mới có thể đứng trên thiên hạ. Diệp Phàm nói ra câu này, các thánh tử, thánh nữ tuy rằng cũng không tỏ vẻ gì, nhưng trong lòng sao lại không biết ẩn ý của hắn. Diêu Quang Thánh Tử cũng không hề quan tâm, đầu đầy tóc nhiễm hào quang màu vàng sáng rọi, hắn giống như một thần linh sống lại, bình thản cười, không nói thêm gì nữa. Hắn khẳng định sống không được, cho dù tự chém tu vi, cũng rất khó vượt qua một cửa này, như vậy sẽ càng thêm bi thảm. Một người phong tộc trẻ tuổi còn nhỏ giọng lẩm bẩm. Đúng vậy, nếu hắn ăn vào hạt giống Kỳ Lân Thần Dược, cũng chỉ lãng phí vô ích, dùng cái gì cũng vô dụng, còn không bằng đưa cho phong tộc ta để gán nợ đi. Một gã con cháu phong tộc khác cũng rất bất mãn nói. À, thị nữ xinh đẹp của Phong Hoàng, thân phận cũng không thấp so với con cháu phong tộc bình thường, lúc trước ở thần thành Bắc Vực bị Diệp Phàm trấn áp, trong lòng vẫn còn ghi hận với hắn. Lúc này, dĩ nhiên nàng ta cũng mở miệng châm chọc, thánh thể danh chấn thiên hạ, hiện giờ ai không biết, người nào không hiểu. Không biết ngươi chuẩn bị thọ lễ cái gì cho thánh chủ tộc ta. Lão nhân gia từ trước đến nay rất thích thần vật, có phải ngươi dùng thánh kiếm cũng hạt giống Kỳ Lân Thần Dược để làm lễ vật dâng tặng hay không đây? Diệp Phàm liếc mắt nhìn nàng một cái, nói, một đứa hạ nhân mà thôi, nơi này là chỗ ngươi nói chuyện sao? Ngươi, cô nàng này tức giận đến thân thể run run. Nàng thân là thị nữ của công chúa phong tộc, ngay cả con cháu trực hệ của phong tộc đều phải khách sáo với nàng, thường ngày đâu có người nào dám nói với nàng như vậy. Không hiểu quy củ, ngươi nên đi về chỗ của ngươi đi. Ngươi chỉ là một hầu gái mà thôi cũng dám khoa tay múa chân với ta đưa cái gì, là một hạ nhân như ngươi có thể tùy tiện hỏi sao? Diệp Phàm lạnh lùng nói, ngươi, lớn mật, thân là người bên cạnh công chúa phong tộc, từ trước đến nay, mắt cao hơn đỉnh đầu, quả thật không thể chịu đựng được con tức như vậy, nàng tức giận trợn tròn xoe mắt hạnh, thân thể run rẩy. Các thánh tử, thánh nữ ở đây tất cả đều nhìn lại, thần sắc mỗi người không giống nhau,
Đúng vậy, lá gan của ta quá lớn. Diệp Phàm cười khẽ, không hề để ý tới nàng, chỉ thản nhiên nhìn lướt qua Phong Hoàng, nhưng cũng không nói gì thêm. Ngươi còn không lui ra? Phong Hoàng lạnh lùng nói. Tiểu thư, thị nữ kia kêu lên giọng bé nhọn. Phong Hoàng lạnh lùng nhìn quét qua, nàng ta sợ tới mức lập tức im thin thít, cúi đầu bước nhanh rời khỏi thần đảo này. Xin lỗi các vị, ta dạy dỗ không nghiêm, để mọi người chê cười. Phong Hoàng nói xong, nhìn thoáng qua Diệp Phàm, nói giọng lạnh lùng, mọi người không cần chấp nhặt với nàng ta. Rõ ràng là trong lời nói này có ẩn ý, ngầm chế giễu Diệp Phàm chấp nhặt cũng thị nữ của nàng, lời nói của nàng lạnh lùng mà có vẻ hơi khinh miệt. Đại Hắc Cẩu nhe răng, nó ghét nhất phải nhìn loại thái độ này, nếu không phải đang ở trọng địa Phong tộc, khẳng định nó lại muốn xuống cái miệng đen của nó. Cẩu cẩu phải ngoan nga, không nên cắn người. Cho dù là ngươi ở chung với đại ca ca, cũng sẽ bị người trách phạt. Cô bé cao còn không tới chân Hắc Hoàng, ngửa đầu dùng bàn tay nhỏ bé vỗ vỗ nó. Diệp Phàm lập tức cười to, ôm cô bé lên, nói, bé thực ngoan. Phong Hoàng nghe những lời nói này, lại có chút nói không ra lời, xoay người đi chỗ khác. Các con cháu phong tộc khác đều hai mặt nhìn nhau, mặc dù còn có người rất bất mãn với Diệp Phàm, đều biết rõ tình cảnh của hắn lúc này, nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Các bạn đang nghe chuyện Già Thiên của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Già Thiên, chương 509, Nhân Sủng. Nơi đây, tụ tập rất nhiều con cháu đại giáo Đông Hoang, rất nhiều người đều là nhân vật phi thường, hai ba người tụ cũng một chỗ bắt chuyện và kết giao lẫn nhau, tương lai không, ít người đều sẽ trở thành tôn sư một phương. Nếu hiện giờ có thể có một chút quan hệ tốt với nhau, tương lai khẳng định sẽ có thật nhiều lợi ích lớn lao. Phàm là hạng người có chí cao đều sẽ không bỏ qua cơ hội kết bạn trước mắt. Diệp huynh, ta nguyện ý dùng cửu chuyển thần đan đổi Long Văn Hắc Kim Thánh Linh kiếm của huynh, có thể kéo dài sinh mệnh của huynh. Triệu Phát lại quay lại, mỉm cười lên tiếng. Thanh âm của hắn tuy rằng không lớn, nhưng cũng dẫn tới chú ý của một số người gần đó, ai nấy đều quay nhìn lại đây. Diệp Phàm đã động sát ý đối với hắn, người này đúng lúc này nói ra, rõ ràng là nói toạt ra dụng ý của Diêu Quang Thánh Tử. Mở miệng nói như vậy đúng là bụng dạ khó lường, đổi hay không đổi. Đây là đang ép cung, bảo đan giữ mạng ngay tại đây nếu còn không đổi sẽ khiến người ta nghi ngờ. Tuy nhiên Triệu Phát thật ra cũng không có làm cho mọi người trên thần đảo đều biết. Một viên linh đan cũng muốn đổi Long Văn Hắc Kim Thánh Linh kiếm của ta, ngươi đây là lừa đảo hay sao? Diệp Phàm nửa thật nửa giả chất vấn, sắc mặt có hơi lạnh xuống. Diệp huynh nói lời ấy là sai rồi. Linh đan này cũng không phải là bình thường, chính là dùng linh dược tuyệt phẩm mấy vạn năm luyện chế thành, có thể làm sống lại da thịt xương cốt, là thuốc tiên giữ mạng. Đối với huynh mà nói là thần vật giữ mạng vạn kim khó cầu, Triệu Phát cười giải thích. Diệp Phàm sớm thông qua cô bé biết được, người này không tốt, khi hắn sinh mệnh không còn nhiều, tương lai sẽ hạ độc thủ, đoạt báu vật trên người hắn. Đầu cơ kiếm lợi, ngươi đây là muốn trá hình vơ vét tài sản của ta. Diệp Phàm nói, tuy rằng biết người này không phải là người lương thiện, muốn loại trừ hắn đoạt bảo, nhưng lúc này cũng không tiện biểu hiện ra ngoài. Sao lại thế? Diệp huynh không cần hiểu lầm ta chỉ là muốn đưa đến thứ cần thiết cho huynh hiện nay mà thôi. Triệu Phát thực nhã nhặn cười. Lý Hắc Thủy phì cười nói, ngươi, nếu như muốn giúp Diệp Phàm, thì trực tiếp đưa ra một viên cửu chuyển bảo đan là được, làm gì phải giao dịch như vậy chứ? Ngay cả Hoa Vân Phi cũng từng tặng cho tiểu Diệp cửu khiếu linh lung đan đấy. Triệu Phát sắc mặt cứng đờ, nói, huynh đệ này vui đùa cũng không đúng. Ta cũng với Hoa Vân Phi kia nhưng là hai hạng người khác biệt, hắn bụng dạ khó lường, còn ta là một mối chân tình. Hiện giờ, Hoa Vân Phi bị đồn đại là người thừa kế của Độc Nhân Đại Đế, thiên hạ đều biết rõ, ai cũng không muốn bị gán cho có quan hệ cùng hắn, lại càng không muốn bị so sánh cùng hắn. Ta nghĩ dùng thánh kiếm để đổi lấy bất tử thần đan, ngoài ra cái gì khác đều không có tác dụng lớn. Diệp Phàm cười nói, rồi cũng không nói gì thêm nữa. Triệu Phát xa sầm sắc mặt xuống, không tiện nói thêm, từ đó xoay người rời đi. Cô bé mắt to trắng đen phân biệt, trong sáng, nhìn về phía một phương vị chú ý lắng nghe, sau đó lắc cánh tay Diệp Phàm, nhỏ giọng nói, đại ca ca. Hắn nói sẽ làm cho huynh mất mặt, không cần tới bao lâu sẽ trà đạp huynh dưới bàn chân. Họ Triệu này thật đúng là ngoài sáng một mặt sau lưng một mặt,
cũng khẩu Phật tâm xà trong truyền thuyết giống nhau, thực phải phân hắn ra làm tám mảnh. Ly Hắc Thủy trầm mặt xuống, phải cẩn thận một chút, Yêu Nguyệt không nhắc nhở. Đại thọ của thánh chủ phong tộc vẫn chưa đến ngày, tuy nhiên Diệp Phàm cũng không thể không lo lắng, rốt cuộc đưa tặng lễ vật gì đây, Ngộ Đạo Trà khẳng định không được, liên can quá nhiều. Thần Tuyền, thánh quả lại càng không cần phải nói, nếu lấy ra lập tức sẽ làm cho người ta nghĩ đến, hắn tiến vào thái cổ thánh địa thành công chữa trị vết thương đại đạo. Tụ hội thật lâu sau, hắn cũng với Lý Hắc Thủy mang theo cô bé rời đi, chuẩn bị đi tới cổ thành Tử Thiên Đô gần đó nhìn thử xem, chuẩn bị một ít làm lễ vật mừng thọ. Tiểu Nico áo trắng rất yêu thích cô bé, khi bọn họ rời đi nàng tặng một chuỗi dây vòng, tay, mặt trên có điêu khắc thần Phật niệm hoa mà cười, trông rất kỳ lạ. Đi xa ra ngoài 800 thần đảo phong tộc, mấy người Diệp Phàm bay đi hơn mấy trăm dặm, bỗng nhiên có người cười lạnh, chặn đường đi bọn họ. À, thị nữ của Phong Hoàng xuất hiện, trên mặt lộ vẻ cười âm lạnh, nghiến răng nói, ngươi còn muốn đi sao? Phía sau nàng ta xuất hiện một lão nhân, tuy rằng cách ăn mặc là một nô bộc, nhưng thực lực của hắn lại cao thâm khó lường, vừa nhìn liền biết là một cường giả siêu cấp. Ngươi còn có chuyện gì sao? Chẳng lẽ là Phong Hoàng cho ngươi tới, có ý gì? Diệp Phàm hỏi. Nếu không có phong tộc cung cấp 300 vạn cân nguyên, ngươi cũng chỉ là một tên rác rưởi mà thôi, lại liên tục bất kính với ta, đừng quên đây là địa phương nào. Sắc mặt ả thị nữ của Phong Hoàng càng ngày càng lạnh xuống, nói, hôm nay ngươi đừng nghĩ tới chạy thoát. Khẩu khí thật lớn. Ngươi chỉ là một thị nữ của Phong Hoàng mà thôi, lại dám đến đây chặn đường giết ta, ngươi cũng biết điều này có ý nghĩa gì chứ, là Phong Hoàng bảo ngươi tới hay sao? Diệp Phàm vẫn thần sắc bình tĩnh nhìn nàng ta. Nữ tử này ngẩng cao đầu, vô cùng ngạo mạn, lạnh giọng nói, ngươi hôm nay đừng nghĩ chạy thoát, có áp lực của thần vương, chúng ta sẽ không giết ngươi, nhưng vẫn có thể lột một lớp da của ngươi. Vừa lúc thu hồi Long Văn Hắc Kim Thánh Linh Kiếm, cùng với hạt giống kỳ lân thần dược của ngươi, ta cầm thay ngươi hiến cho thánh chủ, để bù đắp món nợ ngươi còn thiếu. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy một hạ nhân kiêu ngạo như vậy, dám hành sự như vậy, quả thật không tầm thường. Diệp Phàm nói, à thị nữ của Phong Hoàng dường như rất phản cảm với người xưng hô nàng ta là hạ nhân, kêu lên giọng the thé. Ngay cả công chúa cũng chưa bao giờ trách mắng ta, ngươi lại dám liên tiếp vô lễ với ta, ngươi chờ chịu chết đi. Dịch thúc, mau bắt hắn, đánh gãy toàn thân xương cốt của hắn. Được, lão nhân áo xanh gật đầu. Một cái, phóng tới trước, tóc lão hoa râm, dáng người gầy ốm, ngón tay bắn ra từng luồng gió sắc bén. Hóa Long biến thứ bảy. Lý Hắc Thủy giật mình, nhân vật như vậy bọn họ căn bản không thể đối kháng, cảnh giới kém quá xa. Lão bộc này vươn ra bàn tay to chộp tới hướng Diệp Phàm, cười lành lạnh, một bộ dáng thắng chắc mấy người rồi. Ngươi chẳng qua là một lão bộc thủ hạ của Phong Hoàng mà thôi, không sợ sau khi phong tộc biết được trách tội ngươi sao? Diệp Phàm vừa thối lui, vừa lớn tiếng quát hỏi. Tiểu thư sẽ không trách phạt ta, bởi vì ngươi thật quá đáng, sớm đã làm cho tiểu thư bất mãn. Lão bộc áo xanh lộ vẻ mặt sắc lạnh, bàn tay to hạ xuống, hiện ra tiên thiên văn lộ vô tận, đan vào mà thành một cái nhà giam màu đen đáng sợ, lão mang theo vẻ miệt thị muốn trấn áp Diệp Phàm. Một đôi nô tài các ngươi này, thật sự là khinh người quá đáng. Diệp Phàm sa sầm mặt xuống, rất nhanh tránh né ra ngoài, xoay người nói với Hắc Hoàng, phong bế bọn họ lại. Tất nhiên là Diệp Phàm âm thầm truyền âm. Đối mặt với cường giả Hóa Long biến thứ bảy, hắn kiêng kỵ thật sâu. Ngay cả có Hắc Hoàng tương trợ cũng không biết có thể đối phó được không, phải tuyệt đối hết sức cẩn thận mới được. Đèn. Bàn tay to của lão nô áo xanh như quỷ chảo bắn ra từng đạo ô quang, đan vào thành nhà giam như mình thiết luyện chế thành, càng ngày càng chắc chắn và cô đọng, như một luyện ngục thật sự. Tiểu Nghiệt Xúc, ngươi cũng chỉ là một phế thể mà thôi, nếu không có phong tộc tương trợ, ngươi hiện tại cũng không là cái quái gì. Hiện giờ dám đến thần đảo của tộc ta dương oai, ta đánh gãy xương, cắt đứt gân của ngươi. Lão nô áo xanh cười lành lạnh, lão huy động minh vực lao lùng. Vây khốn tứ phương, muốn vây khốn phong kín Diệp Phàm ở bên trong, chậm rãi luyện hóa. Lý Hắc Thủy ở xa xa không kìm nổi kêu lên, lão nô tài ngươi này nói chuyện cũng quá vô sỉ đi. Phong tộc ngươi cung cấp 300, vạn cân nguyên không giả, nhưng còn không phải nhìn chúng Diệp Phàm phá vỡ lời nguyền sao. Và lại, lượng nguyên này có tác dụng bao nhiêu? Tự trong lòng các ngươi hiểu rõ, Diệp Phàm tự mình cũng lấy ra nhiều nguyên như vậy. Tiểu Nguyệt Xúc, đây là đại ân của tộc ta đối với các ngươi,
nhưng lại không nghĩ hồi báo còn dám mạnh miệng, hôm nay nhất định trấn áp bọn người. Lão nô áo xanh sắc mặt lạnh như băng, ra tay càng hung hiểm hơn. Minh vực lao lung màu đen phát ra tiếng ô ô, càng lúc càng lớn, che khuất cả bầu trời. Mấy lần suýt nữa nhốt Diệp Phàm ở bên trong, nếu không nhờ bộ pháp thần diệu của hắn có được tốc độ cực nhanh, ắt đã nuốt hận rồi. Ngay cả tiểu thư cũng chưa từng của trách ta, ngươi lại dám vô lễ với ta, hôm nay ta muốn lột da của ngươi ra. À, thị nữ của Phong Hoàng ở bên cạnh thét chói tai, Dịch Thúc. Mau lên trấn áp hắn, không thể để hắn chạy thoát. Yên tâm, ta đã tập trung hắn, cho dù chạy trốn tới chân trời góc biển cũng sẽ bị ta bắt được. Lão nô áo xanh không có sợ hãi, căn bản không sợ Diệp Phàm chạy trốn, lộ ra vẻ cười lạnh giống như mèo vờn chuột, trên người hắn có thánh kiếm và hạt giống thần dược. Các thứ này lại ở trong tay một người sắp chết như hắn, thật đúng là lãng phí, cứ để cho hắn trả lại phong tộc ta là tốt rồi. Đông. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, rốt cục triển khai phản kích, tại mi tâm hắn bắn ra một luồng sáng, hóa thành một chùm kim quang bay tới đánh vào lão nô áo xanh. Bốp. Lão nô áo xanh phun ra một đóa hoa sen ngăn chặn, thân mình lão hóa thành một luồng thanh quang lui ra ngoài. Kinh sợ đến toát một thân mồ hôi lạnh, loại thần thức cường đại này khiến lão cũng phải tim đập nhanh. Phốc. Đóa hoa sen kia nứt rạn, căn bản không có ngăn cản được thần niệm màu vàng, lão dùng mình ớn lạnh, trong miệng lẩm bẩm. Truyền thuyết quả nhiên là sự thật, thần thức của tiểu nghiệt xúc này kinh người, may mà sớm có phòng bị. Lão há, miệng phun ra một luồng thần phong, hóa thành từng đóa hoa gió, giống như liên hoa, trắng nõn không tì vết, tạo thành một bộ thần y, phòng hộ kín quanh thân lão. Dịch Thúc, ngài có bí bảo hộ thân như vậy, giết hắn dễ như trở bàn tay. À, thị nữ của Phong Hoàng mừng rỡ. Phong chiến y là một loại bí bảo của phong tộc, chuyên ngăn chống lực của thần thức. Sau khi lão nô áo xanh mặc vào chiến y màu trắng bạc, cả người đều có vẻ trẻ tuổi và anh vĩ hơn rất nhiều. Tiểu nghiệt xúc, để ta xem ngươi còn có bản lãnh gì chống cự. Lão quát lạnh một tiếng, pháp lực mênh mông như biển, ngưng tụ ở trên bầu trời, hóa thành một mảng tiên thiên văn lạc, một lần nữa luyện chế thành minh vực lao lung trấn áp xuống. Diệp Phàm âm thầm thúc giục, Hắc Hoàng ngươi đã xong chưa? Hắn nhưng là cường giả hóa long biến thứ bảy, ngươi cho là quả hồng mềm muốn thần không hay quỷ không biết vây khốn hắn lúc nào cũng được hay sao? Chờ chút đi. Đại Hắc Cẩu truyền âm, tiểu nương khốn kiếp kia. Đến đây đi, ngươi và ta đại chiến 300 hiệp. Lý Hắc Thủy nhìn thẳng vào ả thị nữ của Phong Hoàng nói, rồi phóng vọt tới. Muốn chết. Lão nô áo xanh cười lạnh một tiếng, bàn tay to vắt ngang trời như núi nhỏ vỗ xuống, giam cầm luôn Lý Hắc Thủy trong chiến trường này. Các ngươi không nói đạo lý, như vậy là không đúng, không thể khi dễ chúng ta. Cô bé ngồi trên lưng Đại Hắc Cẩu, rất ngây thơ mở miệng nói. Đứa nhỏ này thật xinh đẹp nha. Đến đây, để tỷ tỷ dạy dỗ ngươi một phen. À, thị nữ của Phong Hoàng cười lạnh, hóa thành một luồng hào quang vọt tới. Các bạn đang nghe chuyện Già Thiên của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Già Thiên, chương 510, Nhân Thế Gian Thượng. Trong chiến trường, Diệp Phàm cũng Lý Hắc Thủy không ngừng tránh né. Đối mặt với cường giả hóa long biến thứ bảy, bọn họ phải chịu áp lực quá lớn, đã sắp chống đỡ không nổi nữa rồi. Nhưng sau khi thấy một màn trình diễn của Đại Hắc Cẩu này đều vô cùng phấn chấn. Lão Phu không còn kiên nhẫn rồi, tiểu nghiệt xúc, đều cố định cho ta. Trong tay lão nô áo xanh xuất hiện một cây cổ phiên nhẹ nhàng chấn một cái, hư không sụp đổ, minh vực lao lung mở rộng, lan tràn phủ chụp tới hướng hai người. Diệp Phàm cũng Lý Hắc Thủy như rơi vào vũng bùn, lập tức hành động không thuận tiện, sắp bị trói buộc. Xích, thần quang bảy màu xông lên tận trời, từ ngón tay Diệp Phàm chảy ra một mảng tinh hà, trầm trọng như núi ngăn chặn luyện ngục và cổ phiên, đúng là bộ xương của thánh hiền đoạt được từ âm dương thánh nữ nơi đó. Đây là cái gì? Lão nô áo xanh cả kinh, rồi sau đó cười lạnh nói, bảo vật này để ta dung hợp, luyện vào trong cổ phiên là thích hợp nhất không còn gì bằng. Ngươi còn muốn đoạt bảo, lão già kia, ngày dỗ của ngươi đến rồi. Hắc Hoàng kêu to, truyền âm chỉ điểm cho Diệp Phàm cách làm thế nào thoát ra ngoài, lúc này trận văn đã bố trí xong. Diệp Phàm cũng Lý Hắc Thủy rất nhanh vọt ra. Cả vùng chiến trường này đã bị tinh thần thạch, thần huyết thổ các loại cổ quái gì đó che lại,
lão nô áo xanh thấy được thì đã chậm rồi, hoàn toàn không xông ra được. Tiểu nghiệt xúc, các ngươi dám tính kế ta. Lão bất tử, ngươi hễ mở miệng một cái là kêu tiểu nghiệt xúc thực đã nghiền đi. Diệp Phàm đứng ở bên ngoài trận văn cười lạnh, nói, ngày chết của ngươi đến rồi. À, thị nữ của Phong Hoàng xoay người bỏ chạy, nàng không nghĩ tới cường giả hóa long biến thứ bảy mà lại bất ngờ bị che lại như vậy, nàng cũng không muốn ở lại chỗ này chờ chết. Ngươi còn muốn chạy? Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, đánh ra bàn tay to màu vàng rực rỡ một mảng giống nhau đám mây trên bầu trời. Diệp Phàm dường như đang đập rùi bọ, lập tức liền vỗ xuống nàng ta. Ngươi không thể giết ta. Nàng ta kêu lên, kịch liệt giãy giụa. Diệp Phàm sao có thể buông tha cho à, vung bàn tay to lên chụp bắt lấy. Ngón tay hơi dùng một chút lực, trên người ả ta xương cốt liền gãy nhiều chỗ, hắn ném cho Hắc Hoàng, nói, cho ngươi dùng làm nhân sủng. Bổn Hoàng không cần nhân sủng không chịu nổi như vậy, tối thiểu cũng phải là thánh nữ mới được. Đại Hắc Cẩu căn bản trướng mắt. Đây chính là thị nữ của Phong Hoàng, cho ngươi dùng làm nhân sủng, nướng chân dê cho ngươi là thích hợp nhất rồi còn gì. Lý Hắc Thủy cười nói, gâu, dưới khống chế của Hắc Hoàng. Trận văn biến hóa, khu vực phong tỏa không ngừng thu nhỏ lại, Diệp Phàm đứng ở bên ngoài, vung lên bàn tay to màu vàng không ngừng đánh vào trong. Lão bất tử, ngươi không phải muốn trấn áp ta sao, nếu muốn đập gãy xương của ta, đánh đứt gân của ta, không bằng ta trước đánh cho ngươi một trận. Hắn thân thể vô song, hóa long bí cảnh sao có thể so sánh được, ở trong mảng không gian nhỏ hẹp này, lão nô ngay cả pháp lực đều bị giam cầm, căn bản không thể chống cự. Ầm, bàn tay to màu vàng của Diệp Phàm không ngừng vỗ xuống, khống chế lực đạo đánh cho lão nô áo xanh liên tục ho ra máu, từng khúc xương gãy đoạn, không còn đứng thẳng được. Các ngươi chỉ là một đôi nô tài mà thôi, lại dám đến chặn giết ta, thật sự là khinh người quá đáng. Diệp Phàm cũng không biết đánh xuống bao nhiêu lần, lão nô áo xanh này đã sắp thành đống thịt vụn, nhưng không có chết. Sinh mệnh lực của cường giả hóa long bí cảnh rất cường đại, chỉ cần còn lại một hơi thở là có thể sống sót. Để ta cũng xả giận một chút. Lý Hắc Thủy tiếp thế chỗ, hắn liên tục đánh ra hơn 10 bàn tay to, đánh cho lão nô áo xanh không còn hình người, phát ra tiếng cầu xin tha thứ không thuộc về mình. Nói, có phải Phong Hoàng phái các ngươi tới hay không? Diệp Phàm ép hỏi. Chúng ta tự chủ trương mà thôi, công chúa rất tức giận, chúng ta cảm thấy nàng sẽ không phản đối, nên tới chặn giết ngươi. À, thị nữ của Phong Hoàng hoàn toàn bị dọa cho hoảng sợ, gần như sắp mềm nhũn ngã xuống. Thánh chủ phong tộc cũng không tệ lắm, nếu là giết hai người bọn họ, thật sự có điều không phải. Diệp Phàm trầm ngâm, đừng giết chúng ta. À, thị nữ thật sự sợ hãi rồi, lên tiếng cầu xin tha thứ, ngay cả lão nô kia cũng hoàn toàn chịu thua. Như vậy đi, bổn hoàng phát chút thiện tâm, đưa bọn họ đi đầy xung quân là được. Hắc Hoàng mở miệng nói, rồi phục chế ra hơn phân nửa trận văn nhìn thấy ở Bất Tử Sơn kia. Nó thực kích động, đây là trận văn của đại đế cổ lưu lại, nó muốn dùng hai người này làm thí nghiệm, truyền tống bọn họ đến Tây Mạc đi thôi, mấy chục năm cũng bay không về tới, để cho đám đầu chọc đó cảm hóa bọn họ. Không cần a, lão nô áo xanh kêu to. Ầm. Quang hoa xông lên tận trời, đạo văn lóe ra, hắn lập tức biến mất tại chỗ, trong hư không lưu lại một mảng dao động năng lượng khủng bố. Đại Hắc Cẩu ngơ ngác sững sờ, hơn nửa ngày mới mắng, con bà nó, sao lại thế này? Diệp Phàm cũng Lý Hắc Thủy không cần nghĩ cũng biết, con chó chết này khẳng định lại phạm sai lầm một lần nữa, xác định chắc chắn không có truyền tống đến Tây Mạc rồi. Ngươi truyền tống người đi đâu vậy? Dường như truyền tống đến Nam Lĩnh rồi. Đại Hắc Cẩu không tin tưởng lẩm bẩm nói. Con chó chết, ngươi thật đúng là một nhân tài, có thể từ Tây Mạc lệch lạc đến Nam Lĩnh, người bình thường ai có thể làm được, ngươi còn có thể tìm ra một ai kỳ quái hơn so với ngươi không? Lý Hắc Thủy đả kích, gâu, Đại Hắc Cẩu thất thố. Cuối cùng, bọn họ không có truyền tống ả thị nữ đi, mà Đại Hắc Cẩu miễn cưỡng tạm thời thu làm nhân sủng, theo phía sau đi tới Tử Thiên Đô. Tử Thiên Đô là một trong 10 cổ thành lớn của địa vực Trung Bộ Đông Hoang. Từ xưa đến nay, cũng không biết để lại bao nhiêu truyền thuyết. Tương truyền, nó là một tòa tử kim thiên đô hư vô mờ mịt trong tiên giới, rơi xuống phàm trần, hình thành một cái cự thành danh truyền thiên hạ như vậy. Diệp Phàm bọn họ ở trong này đi dạo 2 ngày, đi tới các đại thạch phường, muốn chuẩn bị một phần lễ vật cho thánh chủ phong tộc. Cuối cùng, Diệp Phàm ở một tòa thạch phường của Tử Vi giáo tuyển chọn mua một khối kỳ thạch,
tuy nhiên cũng không có mở ra ở hiện trường. Hắn đã nhìn ra bên trong có thứ gì đó, nếu là một khối thần nguyên, thì làm lễ vật mừng thọ như vậy là đủ rồi, không muốn dẫn tới chấn động ở Tử Thiên Đồ. Diệp Phàm rất muốn chọn thêm nhiều một số kỳ thạch, hoàn toàn trả lại 300 vạn cân nguyên cho phong tộc. Bằng không những người trẻ tuổi kia luôn đề cập chuyện này, khiến hắn cảm thấy thực không thoải mái. Đáng tiếc, thạch phương mặc dù có rất nhiều, nhưng làm sao có thể nơi nơi đều gặp kỳ chân được, có thể tìm được một khối thần nguyên đã rất hy hữu rồi, hắn không có thu hoạch gì khác. Hai ngày này, thị nữ của Phong Hoàng đi theo một bên, phụ trách làm các loại việc vụn vặt, xách túi, đút cho chó ăn, răng màn, lau bàn. Sau đó rất nhiều người nhận ra, đều không kìm nổi giật mình, ở sau lưng nhao nhao bàn tán. Sao lại thế này? Thị nữ bên người của công chúa phong tộc sao lại đến đây phụ trách làm nô tỳ cho thánh thể? Không đúng. Viên Minh Châu của phong tộc rất kiêu ngạo, sao có thể để thị nữ của mình làm những việc vặt cho thánh thể mà nàng xem không vừa mắt chứ? Các ngươi có ánh mắt tinh tường chút được không? Nàng ta là nhân sủng của bổn hoàng. Đại hắc cẩu lầu bầu trong cổ họng, nước dãi chảy xuống mặt đất, mọi người đều trố mắt nhìn chân chối. Nhìn cái gì vậy? Ngươi hâm mộ lắm sao? Bổn hoàng không ngại cũng thu ngươi làm nhân sủng, ngươi nhìn qua cũng không ra gì. Đại hắc cẩu chân cháo mở miệng nói với những người đó. Con bà nó, con chó chết này thật đáng giận. Sớm muộn gì ta cũng lột ra sống nó. Đi, hôm nay ta mời khách đi ăn thịt chó đen. Một đám người kêu to xui xẻo, nhưng cũng không muốn tranh hơi cũng nó, đồng thời trong lòng thực chờ mong, nếu để cho, Phong Hoàng biết sẽ là sắc mặt như thế nào. Hy vọng Phong Hoàng sớm một chút biết được tin tức này, thị nữ của nàng làm nhân sủng cho một con chó dữ đấy, nhất định sẽ đánh giết tới cửa. Không sai, hy vọng khoảnh khắc đó mau tới một chút. Diệp Phàm đi dạo ở Tử Thiên Đô, cũng không thấy có điều gì dị thường, nhưng cô bé lại kéo góc áo của hắn, ngây thơ nói, có người luôn xuất hiện. Cái gì? Diệp Phàm cả kinh trong lòng, hắn linh giác nhạy bén biết bao, nhưng hoàn toàn không có cảm thấy gì, cũng không có một tia cảm ứng. Đây cũng không phải là điểm tốt. Nếu người tới muốn gây bất lợi cho hắn, có thể hắn sẽ bị thiệt thòi lớn. Mỗi lần hắn đều biến thành người không giống nhau, xuất hiện mấy lần như vậy rồi. Cô bé thực nhu thuận nói, ở chỗ nào? Diệp Phàm trong lòng có chút bất an, hắn đã biến mất rồi. Mỗi lần dừng lại thời gian cũng không lâu, có thể sẽ còn xuất hiện. Cô bé chớp đôi mắt to, nhìn về phía đám đông người. Các ngươi có cảm thấy điều gì khác thường không? Diệp Phàm hỏi Hắc Hoàng và Lý Hắc Thủy. Bọn họ đều rất kinh hãi, hoàn toàn không có cảm ứng gì, cũng không biết từng bị người theo dõi. Điều này làm cho bọn họ đều sinh ra cảnh giác, người tới hiển nhiên không tầm thường. Bọn họ hỏi cô bé kỹ càng tỉ mỉ để biết đó là một người như thế nào. Mỗi lần xuất hiện hắn đều đổi thành bộ dáng người khác, nhưng bé liếc mắt một cái có thể nhận ra. Cô bé non nớt nói. Diệp Phàm bọn họ không thể không kinh dị, linh giác của cô bé rất nhạy bén. Vượt qua tưởng tượng của họ, cô bé thấy được chân thân của người kia. Đó là một nam nhân rất bình thường, căn bản sẽ không bị người chú ý, mỗi lần đều đổi thành bộ dáng người khác, lẩn tránh ở trong dòng người, đứng ở ngoài 10 trượng quan sát Diệp Phàm. 10 trượng, đây là một điểm giới hạn, hắn không dám tùy tiện tới gần, coi như là chuyện tốt. Nếu như thần không hay quỷ không biết tới sát bên cạnh chúng ta, vậy thì rất nguy hiểm rồi. Lý Hắc Thủy có chút bất an. Đại Hắc Cẩu lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, kỹ càng tỉ mỉ hỏi cô bé việc trải qua, thậm chí về động tác mỗi lần của người kia, đến bước chân hiên ra và bước bỏ đi đều hỏi tới. Đích thân tới cách chúng ta chừng 10 trượng, rất không tầm thường, đó là một nhân vật đáng sợ. Đại Hắc Cẩu lộ ra vẻ trầm tư suy nghĩ. Ngươi có phải nghĩ tới điều gì hay không? Diệp Phàm hỏi, trước khi người kia chen thân đến 10 trượng, ngoài cô bé, nhưng lại không ai có thể phát giác. Điều này quả thật khiến người ta kinh sợ. Hy vọng ta có cảm giác sai lầm, bằng không phiền toái sẽ rất lớn đây. Đại Hắc Cẩu có phần khẩn trương, không kìm nổi quan sát khắp nơi. Ngươi phỏng đoán ra điều gì? Trong lòng Diệp Phàm trầm xuống. Nhân thế gian. Đại Hắc Cẩu phun ra ba chữ như vậy, rồi càng thêm bất an, nhìn quét hết thảy xung quanh, lại hỏi cô bé có thấy người nào khả nghi hay không. Nhân thế gian. Lý Hắc Thủy giật mình dùng mình một cái. Bọn họ mới từ trong Bất Tử Sơn Mạch đi ra không lâu, từng hiểu biết ở trong đó là một thế lực đáng sợ như thế nào, ở thời đại viễn cổ khiến các thánh địa đều phải sợ run. Năm đó, trên vùng đại địa mênh mông này,
có ba đại sát thủ thần triều viễn cổ, muôn đời bất hủ, kế thừa cổ xưa, khiến các đại thánh địa đều phát lạnh, ngay cả thánh hiền cổ đều từng giết qua. Các bạn vừa nghe xong tập 51 của bộ truyện Già Thiên của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.